Đây là cái phần nó có thể nói là về mặt tư duy á, là nó hơi phiền một tí, nhưng nó lại là cái nền tảng để chúng ta giải thích rất nhiều điều của vật lý lớp 12 và cuối vật lý A2 lượng tử học. Thực cái môn học khi mà chúng ta học về lượng tử xưa, khi mà tôi là sinh viên thời bằng tuổi các bạn, thì khi học về lượng tử người ta sẽ học một cái môn nó gọi là cơ lượng tử trước. Và thực ra thì những gì ngày hôm nay tôi dạy nó cũng giống như là một cái phần mở đầu cơ lượng tử. Cơ lượng tử là về mặt hệ thống thì cơ lượng tử phải được dạy đầu tiên, và sau đó thì bắt đầu mới đến cái môn vật lý lượng tử. Tại vì vật lý lượng tử thì nó sẽ gắn với một cái kiến thức toán mà ở năm nhất đại học các bạn có lẽ là chưa học, hoặc là học chưa đủ sâu được các bạn, gọi là có cái lý giải, có cái công cụ để lý giải. Cái chữ lượng tử thì bây giờ nó nghe rất là quen ha. Các bạn sống ở cái thời đại này thì cái cơ học lượng tử hay là quantum physics nó không phải là một cái từ mà các bạn mới nghe lần đầu. Nó không phải là một từ để dễ hiểu. Nó chắc chắn không phải là một từ dễ hiểu, bởi vì các bạn nghe nó thường xuyên thôi, chứ không có nghĩa là các bạn sẽ hiểu được nó. Các bạn nghe chữ lượng tử rất thường xuyên ha. Các bạn nghe tên lửa rất thường xuyên ha. Vệ tinh rất thường xuyên ha. Nhật thực thì kiểu như vậy ha. Những cái từ khóa đó đối với cái nền khoa học bây giờ thì nền khoa học phổ thông bây giờ thì các bạn nghe nó từ khoảng năm 10 15 tuổi rồi, các bạn cũng nghe nhiều rồi, nên là các bạn có vẻ quen, giống như kiểu là các bạn dùng chữ đạo hàm. Tôi tin rằng trong lớp 10 người thì không không có mấy người bây giờ nhớ được cái định nghĩa đạo hàm là gì. Tuy nhiên các bạn vẫn dùng nó hàng ngày. Nó giống như cái cách mà các bạn nói về crush hàng ngày, nhưng thực ra là nó chỉ là một thói quen thôi, chứ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Các bạn chẳng có cái gì đối với mối liên hệ đó cả. Các bạn cũng chẳng nhớ được gì về cái định nghĩa lượng tử là vậy. Thì chữ lượng tử, cái tên gọi của vật lý nó cũng khá nhiều cái ý nghĩa nha. Tại vì nếu mà các bạn hiểu được cái tên gọi và cái lý giải của cái tên gọi ấy, thì các bạn sẽ thấy những cái ý nghĩa này nó không có xa lạ lắm đâu. Nguyên tử thì là tử là con, nguyên là nguyên tố, cái thành phần nhỏ nhất tạo nên nguyên tố thì gọi là nguyên tử. Lượng tử, cái lượng ở đây, tử ở đây là con đúng không? Anh biết không? Tử phi đâm tử thì nó có mấy cái nghĩa ở Việt Nam này. Chết, tím, tử ngoại thì tử là tím. Thì lượng tử, nguyên tử, điện tử thì cái tử này là con. Tử tôn á, bậc con bậc cháu thì cái tử này là con. Còn lượng, lượng là cái giá trị đo lường, cái gì đó nói là giá trị đo lường. Thế nào gọi là lượng tử thì nói nôm na này, chúng tôi đưa một cái ví dụ rất là đơn giản. Nếu mà các bạn là trước hình như tôi cũng cho ví dụ rồi, các bạn nấu cơm đi, các bạn lấy gạo sang nấu cơm, các bạn có thể lấy 3 bát gạo, các bạn có thể lấy 1 bát gạo, các bạn có thể lấy 1 nắm gạo, các bạn có thể lấy 1 thìa gạo, thậm chí các bạn có thể lấy đũa gắp vài hạt gạo. Thì từ trước nhà các bạn nghĩ là các bạn có thể lấy bao nhiêu gạo cũng được để nấu thành một nồi cơm, một cháo. Nhưng mà không tính gạo vỡ nha, thì đến một ngày bạn phát hiện ra rằng là thực ra các bạn không thể nào lấy ít hơn 1 hạt gạo. Từ trước đến giờ một đũa gạo, một thìa gạo, một nắm gạo hay một bịch gạo thì đều là số nguyên lần của 1 hạt gạo. Từ đó các bạn thấy rằng thực ra các giá trị đo lường về gạo mà các bạn dùng từ trước giờ, 1 ký, 10 ký, 1 lạng, 1 tấn, thì thực ra nó đều là tập hợp của một, đầu tiên là số nguyên lần của một giá trị nhỏ nhất. Và thứ hai nữa là cái việc các bạn lấy gạo chuyển đổi qua các cái chứa bình chứa thực ra là một cái sự chuyển đổi có tính rời rạc, bởi vì các bạn sẽ luôn luôn phải lấy một số nguyên là một giá trị nào đó, và sự khác biệt giữa 2 giá trị luôn luôn là bội số của một số nguyên lần của một cái bội số của một cái giá trị nhỏ nhất ở đó. Ví dụ các bạn lấy 1 nắm gạo nó sẽ khác với bạn lấy 1 thìa gạo, nhưng mà cái sự khác biệt đó ví dụ như là 100.000 hạt gạo chứ nó không phải là 100.000,5 hạt gạo. Ví dụ vậy. Đến lúc đó các bạn sẽ nói rằng là cái giá trị từ trước đến giờ chúng ta đo lường nó có lượng tử, nó bị lượng tử hóa, nó có một giá trị con nhỏ nhất để đo. Nếu mà các bạn phát hiện được, nó giống như ngày xưa các bạn nghĩ rằng các bạn chiếu ánh sáng lên vào tường thì các bạn nghĩ rằng các bạn có thể chiếu bất cứ một cái năng lượng nào mà các bạn muốn, tăng giảm một pin, tăng giảm hiệu điện thế là các bạn sẽ có cái đèn nó sáng tối khác nhau. Tuy nhiên sau này thì các bạn thấy hiện tượng quang điện nó cũng đã giải thích cho các bạn rằng là
cái việc mà bạn chiếu năng lượng ánh sáng lên bờ tường đó, nó sẽ là số nguyên lần của một cái năng lượng nhỏ nhất, là năng lượng của một photon HF hay HC chia làm đa, và các bạn không thể chiếu nửa photon lên lên bờ tường được. Nên đến lúc đó các bạn sẽ thấy là hóa ra các bạn đã hiểu nhầm về cái giá trị của năng lượng ánh sáng rồi. Năng lượng ánh sáng không liên tục, không tăng giảm liên tục, mà nó sẽ tăng giảm là mỗi số lần của một cái năng lượng nhỏ nhất nào đó, là năng lượng của photon. Cái vấn đề nó chỉ là nằm ở chỗ là cái năng lượng photon nó nhỏ quá, nhỏ. Giống như một người giàu á, một người giàu người ta có thể mua cái nhà Sài Gòn với giá khoảng 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 70 tỷ, 70 tỷ, 70 triệu như vậy. 2 tỷ 30 triệu, 2 tỷ 3 triệu, 2 tỷ 3 triệu 320 nghìn. Thì các bạn thấy rằng là cái chuyện hình như là họ đang dùng một cái đồng tiền với một cái giá trị bất kỳ, nhưng mà thực ra không phải ha. Cho nên khi bạn phát hiện ra là họ có giàu đến đâu chăng nữa, thì khi họ ăn một bữa cơm hay là họ mua một cái đồ, thì nó đều là số nguyên lần của giá trị nhỏ nhất về mặt đồng tiền mà các bạn có, 1.000 đồng. Đến lúc đó các bạn thấy rằng là 500 đồng một giờ chắc là ít người dùng nữa. Thì cứ cho giả giả sử là 500 đồng, số nguyên lần của 500 đồng, ví dụ số nguyên lần thực ra là của 100 đồng, thì các bạn thấy rõ ràng là các bạn đã chứng minh được rằng là cái chi phí mà sử dụng hàng ngày nó không phải là một chi phí tùy ý, mà nó sẽ phải là một cái số nguyên lần, một giá trị nhỏ nhất, không thể phân chia được. Thì đến lúc đó chúng ta sẽ nói rằng là một cái giá trị đó nó bị lượng tử hóa, tức là nó bị hóa, tức là biến đổi, nó đã được chỉ định ra, nó được Mẹ đâu kiểu bên anh đâm tôi nhé, mẹ không làm thôi ngồi đọc dưới má kiểu như lướt lướt đâu nhé, này bà kêu làm cho mà còn mày xấu Alo, alo. Trần Thị Hòa. Bạn Trần Thị Hòa, nhưng bạn đang bật mic. dạ. Rồi. Ví dụ như vậy ha. Thì giống như cái lớp lúc mà lớp 12 các bạn học về các năng lượng về electron cộng, các bạn phát hiện ra rằng là cái việc electron nó tăng hay giảm năng lượng, hay nguyên tử tăng hay giảm năng lượng, thì nó phải là tăng hay giảm theo những cái mức rời rạc. Nhưng mà ở ở lớp 12 thì cái mô hình năng lượng của nguyên tử các bạn thấy nó không phải là một cái giá trị nhỏ nhất nữa. Ngược chuyển từ mức 1 sang mức 2, mức 2 sang mức 3 là những cái chênh lệch năng lượng khác nhau. À, khác nhau. Tuy nhiên là cái việc hấp thụ năng lượng của photon để chuyển đổi, nó cũng phải là hấp thụ theo tính rời rạc. Sau này cái khái niệm lượng tử nó mở rộng ra rằng là rời rạc. Tức là anh sẽ không thể nào hấp thụ bức xạ, à, hay là chuyển đổi những năng lượng một cách tùy ý, mà không phải chỉ năng lượng ha. Sau này thì nếu các bạn học thêm về vật lý lượng tử, các bạn sẽ biết rằng là ngay cả thời gian cũng là những giá trị lượng tử, ví dụ như là cái thời gian trôi qua như vậy, nó cũng có một cái khoảng thời gian ngắn nhất để hai cái khoảnh khắc có thể được đo đếm, nó liên quan đến thời gian toàn. Thì khi mà chúng ta học về vật lý lượng tử, chúng ta nói về ánh sáng với tiếng hạt, mà lần trước chúng ta giảng rất là kỹ trong buổi giảng lý thuyết trước ha. Ánh sáng có tiếng sóng, ánh sáng có tiếng hạt, hiện tượng quang điện, hiệu ứng constant là những thứ mà nó chứng minh được rằng là ánh sáng có tiếng hạt. Thì khi mà chúng ta đặt ra một câu hỏi khác, thực ra đây là một cái giả thuyết rất là nổi tiếng, giả thuyết của De Broglie, là một nhà toán học. Thực ra thì ông nghiên cứu toán nhiều hơn là lý, nhưng mà có một cái giai đoạn mà nếu các bạn hứng thú với sách học thì các bạn sẽ phát hiện ra có một cái giai đoạn mà một người có thể là nhiều nhà, ví dụ như là Pythagore hay Archimedes thì có thể là nhà vật lý, nhà toán học, nhà triết học. Và nếu như các bạn học cái môn triết học theo cái trường phái cũ, thì có một cái câu slogan mà thầy cô dạy triết học sẽ luôn luôn nói với các bạn khi mà cái bạn tham gia buổi học đầu tiên: triết học là khoa học của mọi khoa học. Thì trước đây đúng là như vậy. Trước đây là cái môn triết học nó nghiên cứu về cái trình tư duy, cái quá trình tư duy logic của một cái vấn đề. Và thực ra triết học người ta dẫn các bạn đến rất nhiều cái vấn đề tư duy logic, đi sâu và đi xa hơn so với các ngành khoa học khác ở giai đoạn đầu của văn minh loài người. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì toán học với vật lý đi xa quá, xa hơn triết học nhiều lắm rồi. Cho nên là nó hình thành cái môn triết học riêng của nó. Ví dụ như toán bây giờ có những cái thứ nó rất là trừu tượng, các bạn sẽ rất là khó để có thể tìm thấy những cái tư duy của toán hiện đại trong các cái triết học cũ. Ví dụ như những thứ mà bộ đề như kiểu là Ngô Châu làm mà nổi tiếng cách đây một chục năm, thì các bạn sẽ thấy là những cái tư duy về mặt toán học đó nó không có tồn tại trong những cái môn triết học thông thường nữa, nó đã tách khỏi môn triết học. Thì cái khái niệm của De Broglie ở trong cái giai đoạn đầu khi mà người ta nghiên cứu về, người ta giả thuyết về các đối tượng lượng tử, đó chính là cái câu hỏi này:
Đối với ánh sáng thì chúng ta thừa biết nó là sóng bởi vì nó có giao thoa và nhiễu xạ. Và sau đó chúng ta chứng minh được rằng nó là hạt. Vậy câu hỏi đặt ra là một thứ rõ ràng là hạt. À, các bạn có phân biệt được cái tính sóng với tính hạt không? Ví dụ như tính hạt chẳng hạn thì nó phải có những thứ như kiểu là khối lượng, động lượng đi kèm. Còn tính sóng nó sẽ có những khái niệm kiểu bước sóng, như kiểu giao thoa, như kiểu tần số đi kèm. Và thì những thứ mà chúng ta biết nó là tính hạt rồi, ví dụ như tôi là bạn thân thể hiếu, một trái bóng đá các bạn đá hàng ngày, thì nó một cái hạt cát bay trong không khí này, những vật có khối lượng như vậy, những tính hạt như vậy, thì những thứ đó nó có tính sóng không? Nếu một thứ rõ ràng là tính sóng như ánh sáng mà nó có tính hạt, thì một thứ là hạt rồi, electron này, bản thân thầy hiếu này, những quả bóng da các bạn đang đá trong 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 trong, trong trường này, thì đã là hạt rồi thì nó có phải là sóng không? Và nếu nó là sóng, nếu anh nghĩ nó là sóng, anh đưa ra một giả thuyết là sóng thì phải đưa ra một cái giá trị liên quan đến bước sóng gắn với nó, bởi vì nếu nó là sóng mà các bạn không định hình được bước sóng thì mất đi rồi, đúng chưa? Thì trong cái công thức của Einstein lần trước chúng ta nói về cái gọi là cái khái niệm năng lượng toàn phần này, các bạn còn nhớ cái đoạn mà lý luận nói về cái động lượng của ánh sáng không? Đối với cái ánh sáng, đối với photon ánh sáng, đối với hạt photon ánh sáng thì khối lượng nghỉ của nó bằng không, cho nên là cái công thức của Einstein về năng lượng toàn phần này, nó sẽ áp với ánh sáng dưới dạng công thức như thế này. Và khi nó áp dưới dạng như thế này á, thì động lượng của một cái photon á, mặc dù photon là có khối lượng nghỉ bằng không, nhưng mà theo công thức này của Einstein thì photon nó có động lượng, và động lượng của nó tính bằng công thức là h chia lambda, với h là hằng số Planck, đến từ công thức tổng quát của Einstein. Thì đây là mối liên hệ giữa động lượng và bước sóng ánh sáng. Thì De Broglie mới đưa ra một cái giả thuyết mới, nếu đó là mối liên hệ giữa động lượng và bước sóng của ánh sáng, thì tôi có một cái giả thuyết rằng là nếu một hạt có động lượng, nếu một hạt đã có động lượng, tại vì động lượng chính là cái khái niệm gắn với hạt, nếu một hạt đã có động lượng là p thì nó sẽ tương đương với bước sóng từ công thức này mà ra, lambda mà h chia p. Đây là giả thuyết của De Broglie nha. Giả thuyết có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà ông đưa ra cái chuyện này thì nó chưa có chứng minh, ông chỉ là đưa ra một giả thuyết thôi, và người ta sẽ tìm cách để người ta chứng minh cái giả thuyết này. Thì người ta chứng minh cái giả thuyết này bằng cách như thế nào? Đầu tiên là tính sóng của hạt có hay không thì thực hiện giao thoa. Nếu những thứ chúng ta nghĩ là hạt mà nó đi qua khe hẹp, nó đi qua vật chắn mà nó có giao thoa, nó có nhiễu xạ thì nó là sóng. Nếu chúng ta có thể chứng minh được chuyện đó thì nó là sóng. Còn nếu nó không có giao thoa nhiễu xạ thì không được, bởi vì nó phải có giao thoa nhiễu xạ thì mới cái tính sóng nó mới thể hiện đó này. Thì câu chuyện đặt ra là khi mà các bạn bây giờ thực ra thì thí nghiệm người ta thực hiện là thí nghiệm nhiễu xạ, tuy nhiên là mình có thể dùng một cái thí nghiệm tương tự, thí nghiệm giao thoa, thì ta nói cho nó dễ hiểu thôi. Để mà chúng ta có một cái thí nghiệm để mà chứng minh được rằng là sóng nó có giao thoa thì đầu tiên chúng ta phải quan sát thấy được khoảng vân, ví dụ vậy, khoảng vân. Và các bạn còn nhớ cái bài toán giao thoa khai nhân không? Khoảng vân y bằng lambda dt a. Cái khoảng vân y bằng lambda chia a, đây cái công thức là như này, còn nếu mà bạn quên rồi ha, y bằng lambda nhân với d chia a. Bạn còn nhớ công thức này không? Lớp 12 các bạn thi đậu đại học thì chắc là bạn phải nhớ nha. Trong đó d là khoảng cách giữa màn và khe, a là khoảng cách giữa hai khe, giả sử vậy nha. Thì các bạn muốn nhìn thấy được khoảng vân á thì cái khoảng vân nó phải đủ lớn. Đúng không? Ví dụ như các bạn học ở lớp 12 thì các bạn sẽ thấy là cái bài tập của bạn khoảng vân nó thường ở mức mm. Đấy. Mắt chúng ta thì phân giải tốt hơn nhiều nhưng mà đại khái là nó cũng phải ở mức 10 mức trừ 3. Thường cái d này của các bạn là mét. Thường cái a này của các bạn là mm. Ha, ví dụ như các bạn thấy là cái khoảng cách giữa hai khe thường là 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Khoảng cách giữa khe và màn thông thường là 1 mét, 2 mét. Nhưng mà các bạn nhớ lại giùm tôi ha. Chưa bao giờ các bạn thấy khoảng cách D này là 4 mét. Các bạn nhớ lại lớp 12 các bạn học. Nếu các bạn nào có thể lý giải tại sao D này không thể nào là lớn hơn 4 mét, các bạn đi rất là xa trong vật lý. Các bạn làm bài tập D lúc nào chỉ 1, 2 mét, 1, 2 mét. 3 mét là hiếm rồi, 4 mét là không thấy. Thì cái này là mét, cái này là mm chia xuống từ 10 lũy thừa 3. À, 10 lũy thừa 3. Và các bạn đang muốn nhìn thấy các cái khoảng vân đó, là 10 mũ trừ 3. Thì cái lambda này của các bạn nó đâu đó khoảng 10 mũ trừ 6, 10 mũ trừ 7 là đẹp. Thì các bạn có thể quan sát được.
lambda nhân 10 mũ trừ 6. Các bạn tưởng tượng được, lambda là khoảng 10 mũ trừ 6, mà h của các bạn nhìn đây, h là 10 mũ trừ 24, chia cho bao nhiêu mới ra 10 mũ trừ 6? Chia cho 10 mũ trừ 28, chia cho 10 mũ trừ 28 mới có thể ra được là 10 mũ trừ 6. Cái câu hỏi đặt ra là động lượng mà 10 mũ trừ 28 là cái thứ động lượng của hạt gì? Để giả sử tôi nói đơn giản, một quả bóng 100 kg, 100 g bay với tốc độ 100 m/s thì tương đương bức sóng bao nhiêu? Thì các bạn ráp vào đây, 100 g, p này là động lượng là m nhân v, đúng không? Thì m là 0,1, v là 100, thì nhân lại thành 10, h là 10 mũ trừ 34, chia cho p là 10 mũ 1 thì thành 10 mũ trừ 35, bước sóng mà 10 mũ trừ 35. Bước sóng 10 mũ trừ 35 mà các bạn ráp vào đây thì cái khoảng vân nó là 10 mũ trừ 32. Cái khoảng vân mà 10 mũ trừ 32 mét đó rồi, là nó như thế nào? Là nó nhỏ hơn kích thước của hạt nhân luôn. Hạt nhân nguyên tử các bạn còn nhớ không? 10 mũ trừ 15. Mà nếu các bạn ráp vào đây thì cái lambda này, cái lambda này ra 10 mũ trừ 32. 10 mũ trừ 15, 10 mũ trừ 32. Có nghĩa là cái khoảng bước sóng nữa, khoảng vân nữa các bạn. Ráp vô thành 10 mũ trừ 32, khoảng vân đó, là nó nhỏ hơn hạt nhân nguyên tử. Thì làm sao các bạn thấy được? Đúng không? Cho nên là đối với một quả bóng có khối lượng lớn như thế này, 100 gram coi như lớn, thì nó có một cái bước sóng là 10 mũ trừ 35. Ứng với nếu chúng ta tạo ra cái giao thoa khe dân đi, thì cái khoảng vân là 10 mũ trừ 32, là nhỏ hơn một cái hạt nhân của nguyên tử. Tại vì hạt nhân nguyên tử có 10 mũ trừ 35, một chút nữa 10 mũ trừ 15. Vậy thì các bạn thấy rõ ràng là các bạn không thể quan sát được khoảng vân. Và vì thế các bạn cũng sẽ, về nguyên tắc là các bạn, về cái logic là các bạn không quan sát được hiện tượng giao thoa. Nên đối với các bạn, cái quả bóng này nó chưa bao giờ thể hiện tiếng sóng. Các bạn ném một quả bóng qua một cái cửa sổ, quả bóng có loe ra không? Không, nó chẳng loe ra, nó không bao giờ loe ra. Vậy các bạn thấy rõ ràng ha, những cái vật thông thường quanh chúng ta, thậm chí nếu quả bóng này chỉ nặng 1 g, 10 mũ trừ 3, thì cái bước sóng này nó vẫn cứ là rất nhỏ, cái khoảng vân này nó cũng vẫn cứ là rất nhỏ, nhỏ hơn hạt nhân nguyên tử là cái chắc. Thì các bạn cũng chả bao giờ quan sát. Cho nên cái giả thuyết De Broglie đưa ra về cái bước sóng ứng với một cái hạt đang chuyển động với động lượng P, nó cần phải được kiểm định, bởi vì nó chỉ là giả thuyết thôi. Giả thuyết, giả thuyết là chúng ta có thể học và lụi được vật lý A2 thì nó là giả thuyết thôi. Và cái phải thực hiện thí nghiệm để kiểm định. Thí nghiệm nó mang tên là thi học kỳ. Và cái giá của thí nghiệm đó là 808 × 4 × 5 gì đó. Các bạn thấy rõ ràng là làm sao mà chúng ta có thể thực thi được cái thí nghiệm để chứng tỏ điều này. Thì chúng ta thấy trên tử số của nó là 10 mũ trừ 34, thì mẫu số của nó phải là 10 mũ trừ 10 mấy, trừ 2 mấy, trừ 3 mấy, thì nó mới có thể giúp cho chúng ta có một bước sóng phù hợp và từ đó có một cái khoảng vân phù hợp. Mà cái động lượng 10 mũ trừ 3 mấy thì nó phải đến từ một hạt rất nhẹ. May quá chúng ta có một thứ nó gọi là electron. Chúng ta có một thứ nó gọi là electron. Và khối lượng electron là 10 mũ trừ 31, 10 mũ trừ 34, còn cái dưới này là 10 mũ trừ 31. Như vậy electron chính là cái đối tượng có khả năng dùng để làm thực nghiệm này. Và hoàn toàn có thể thí nghiệm được. Thì khi người ta cho cái tia electron đi qua hai khe thì nó tạo ra cái vân giao thoa thật. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái giả thuyết De Broglie là chính xác. Tức là nó tạo ra những cái vân sọc trên mạng giống như cách mà cái ánh sáng tạo ra cái vân giao thoa vậy. Chúng ta thử với công thức này, chúng ta thử một cái bài toán nhỏ nhỏ nha, một xíu thôi, một bài toán rất đơn giản áp với kiến thức lớp 12 thôi. Tính cái bước sóng De Broglie của một electron tăng tốc không vận tốc đầu bởi hiệu điện thế U. Cái electron nó nằm ở điểm A, nó chạy đến điểm B, hiệu điện thế giữa A và B là U. Vậy thì cái mức sóng của nó là bao nhiêu? Thì các bạn thấy á, nói cho cùng thì mức sóng của nó sẽ được áp bằng công thức này nè. H chia P. Thực ra chúng ta tính P á, bài toán này chúng ta tính P. Thì chúng ta tính P thì nó có cái mối liên hệ á. P thì bằng MV. Mối liên hệ này nó quen lắm mà các bạn làm nhiều các bạn thấy à. P thì bằng MV, P bình thì bằng là M bình V bình.
M bình V bình thì bằng là rút M ra ngoài thì M nhân với MV bình, MV bình là động năng, hai là động năng. Cho nên là P bình phương bằng 2 là M nhân động năng. Mà động năng thì các bạn biết rồi, động năng mà thu được của electron thông qua một hiệu biến thế U thì bằng E nhân U. Có bạn nhớ cái bài toán TX ở trong cách tạo TX bước sóng ngắn nhất trong cái lớp 12 khi các bạn thi ôn thi đại học, hay là hiệu biến thế hãm, bài toán dao động, bài toán về 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 quang điện ngoài đấy. ED của bạn thay bằng EU thì P của bạn căn cực hai của hai lần MEU thì đáp án của nó là cái này. Wow. Lambda bằng H chia cho chỉ tập về. Cái dạng bài toán này là cái bài toán mà nó là dạng rất là dễ thôi. Đi thi thì nó có những cái bài kiểu kiểu như này. Giả sử cho một con voi khối được 3 tấn đang di chuyển với tốc độ 3 mét trên giây. Đó. Hỏi bức sóng Doppler ứng với nó là như thế nào? À, vậy. Kiểu như thế. Nhưng bài toán này là bài toán dễ. Thực ra thì câu hỏi mà dạng hiệu tính bước sóng Doppler thì cái các bạn cần phải tính nó chính là động lượng. Giống như mình muốn trình bày thì nó đây, động năng của electron sau khi gia tốc K bằng E nhân U, mà động năng thì nó bằng P bình chia 2M. Mối liên hệ chúng ta vừa có đấy. Kiểu như thế. Thì cái câu chuyện của electron tạo ra vân giao thoa nó không đơn giản như vậy các bạn, nó không đơn giản như vậy. Các bạn bắn một chùm electron thông qua hai khe nó tạo ra vân giao thoa, và chúng ta nói rằng nó thể tính sóng. Nó không đơn giản như vậy. Nó không đơn giản là chỗ này. Khi nào chúng ta có thể tạo ra được cái giao thoa qua hai khe trong cái bài toán khe dần? Đó chính là khi ánh sáng nó cùng lúc đi qua hai khe. Ánh sáng nó cùng, tại sao chúng ta phải dùng hai khe? Thực ra thì thí nghiệm người ta dùng là nhiễu xạ nha, nhưng mà thầy dùng cái giao thoa khe dần cho quen thuộc, các bạn nói cho dễ. Tại sao chúng ta lại dùng cái cấu trúc hai khe? Bởi vì chúng ta thứ mà chúng ta cần cho bài toán giao thoa, cái điều kiện giao thoa là hai sóng, nó phải là hai sóng kết hợp. Hai sóng kết hợp tức là sao? Hai sóng kết hợp tức là hai sóng có cùng tần số, cùng phương dao động, có hiệu số pha không đổi trong thời gian, đúng không? Thì việc tạo ra hai cái sóng ánh sáng mà nó cùng tần số thực ra khá khó nha. Các bạn lấy hai cái đèn đỏ các bạn chiếu lên tường nó không có giao thoa đâu. Nó có nhiều lý do, một trong lý do đến từ cái bước sóng. Nó có nhiều lý do nha, bước sóng là một lý do, tần số cùng tần số. Tại vì cái bước sóng mà ánh sáng đỏ nó có thể là rơi từ khoảng 0,65 đến 0,66, 0,68, 0,7, 0,72 micromet. Thì mấy đứa thử lấy hai cái giá trị sát nhau đi, là 0,62 và 0,63 micromet, và các bạn tính hai cái tần số đó đi. F bằng gì ta? Tần số F bằng gì? Bằng C chia cho lambda. F bằng C chia lambda. Các bạn lấy C là 3 nhân 10 mũ 8 chia cho 0.62 nhân 10 mũ trừ 6, và 3 nhân 10 mũ 8 chia cho 0.63 nhân 10 mũ trừ 6. Thì các bạn sẽ thấy hai cái tần số nó khác nhau bao nhiêu. Các bạn bấm thử máy tính đi. Các bạn bấm thử xem là nó sẽ khác nhau bao nhiêu. Hai cái tần số của hai cái bước sóng rất sát nhau là 0.62 và 0.63 micromet. Ai có máy tính không? Bấm thử. Tần số thứ nhất là bằng 3 nhân 10 mũ 8 chia cho 0.62 nhân 10 mũ trừ 6. Tần số thứ hai là 0 à 3 nhân 10 mũ 8 chia cho 0.63 nhân 10 mũ trừ 6. Các bạn bấm hộ tôi xem nó ra chênh lệch bao nhiêu, hai cái tần số trừ nhau rồi. Ai có máy tính không? Bấm thử cho xem nó chênh lệch tần số của hai cái bước sóng sát nhau nó là bao nhiêu. Thầy đang thắc mắc rất là lớn. Phần lớn những bạn đang ngồi trong lớp này là đang ngồi học hay đang nằm học? Ngồi á. Nghi lắm. Sinh nhật bao nhiêu ạ?
3 x 10 8 chia 0.62 nhân 10 trừ 6, 3 x 10 8 chia 0.63 nhân 10 trừ 6, lấy hai đó trừ trừ nhau. Tức là 3 x 10 8 nhân mở ngoặc chia cho 10 trừ 6, mở ngoặc là 1 trên 0.62 trừ cho 1 trên 0.63. 3 x 10 8, 3 x 10 trừ 6, 3 x 10 14, 3 x 10 14 nhân với 1 trên 63 nhân 62. 1 trên 63 nhân 62 đúng không? Đúng rồi. À đâu 100 chứ cho 100. À. 7.6 10 mũ 12, các bạn thấy ha. Không biết là cái con số nó bấm chính xác không, nhưng mà các bạn thấy rõ ràng cái sự khác nhau chỉ có 0.01 micromet. Thì các bạn đã có một cái sự chênh lệch về mặt tần số lên đến hàng tỷ hạt, hàng nghìn tỷ. Đó là lý do tại sao mà tôi nói các bạn là cái việc tạo ra hai cái ánh sáng có cùng một tần số để thỏa mãn yêu cầu, đó là cái điều kiện đủ nha, cái điều kiện cần nha. Cần là cùng tần số đó. Thì để tạo ra hai cái ánh sáng có cùng tần số, hai cái sóng có cùng tần số là chuyện rất là khó về mặt kỹ thuật, nếu mà các bạn phát hai cái sóng nó từ hai nguồn khác nhau. Nhưng các bạn sẽ thấy là trong cái tiềm thức các bạn là các bạn không bao giờ, trước khi các bạn học về giao thoa ánh sáng, các bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được cái giao thoa đó trong đời sống thật. Bởi vì cái việc mà bạn lấy hai cái đèn pin các bạn chiếu lên tường, các bạn sẽ không bao giờ thấy các vân sáng vân tối xuất hiện trên tường. Cái các bạn thấy là một cái vùng tường được sáng nhiều hơn. Trong nhà các bạn dùng nhiều bóng đèn, càng nhiều bóng đèn phòng càng sáng. Chứ bây giờ mua một cái bóng đèn phát lên cái phòng các bạn sáng, thêm bóng đèn thứ hai cái phòng tối hù, thì là cái điện nhà các bạn bị cháy rồi, chứ không phải là giao thoa. Cho nên cái việc mà tạo ra hai khe á, nó là cái bản chất của câu chuyện đó, là nó tách một cái ánh sáng thành hai cái nguồn cùng tần số. Tại vì ánh sáng đi ra từ một nguồn nữa, khi được tách ra thì nó sẽ có cùng tần số. Mình hiểu ghen. Vậy thì cái câu chuyện ở trong cái chuyện tách ra bằng hai khe á, là ánh sáng phải cùng lúc đi qua hai khe. Vậy thì trong cái thí nghiệm đối với electron thì giả sử tôi dùng electron và dùng hai dân luôn, thì electron nó bắt buộc phải đi qua cùng lúc hai khe. Do nó à, thì thầy bắn một chùm electron rất là dày mà, thì cả cái đó nó giống như cái sóng đó. Thì lúc mà mình chưa có hiểu biết gì hết thì mình lấp liếm thì đó, thì tôi bắn hàng tỷ electron mỗi giây thì cái đó nó giống như cái sóng vậy, nó tràn qua hai khe. Đó là cái cách lý luận, nó mang tính gọi là lấp liếm, bởi vì thực ra cái người lý luận không hiểu được việc. Chúng ta đang nói đến tiếng sóng, ở đây là tiếng sóng đối với từng electron chứ không phải là đối với chùm electron. Tại vì cái tiếng sóng lambda nó bằng HTP, P là cái giá trị động lượng của từng electron. Thì cái câu chuyện đặt ra như này nè. Anh đừng có lấp liếm bằng cách là anh phóng một lúc hàng tỷ hạt electron qua cái khe. Bây giờ tôi nói với anh nè. Một giây tôi bóng một hạt electron. Tại vì nếu anh nói rằng là electron có tiếng sóng lambda bằng HTP, thì điều đó đồng nghĩa với việc là mỗi một cái electron nó tương đương như một cái sóng vậy. Và tôi bắn một giây một electron. Nếu như mỗi một giây tôi bắn một electron mà vẫn xuất hiện giao thoa, thì tôi sẽ công nhận tiếng sóng của electron. Nhưng mà chưa thực hiện thí nghiệm, tôi nói cho anh biết này. Mỗi một giây phóng một electron mà muốn có giao thoa thì electron phải đi qua cùng lúc hai khe. Cái sóng anh vừa nói là phải đi qua cùng lúc hai khe. Mà một electron là một hạt, nó chắc chắn là một hạt. Từ trước giờ các thí nghiệm electron đều biết nó là một hạt. Thì nó chỉ có thể đi qua khe trái hoặc khe phải tại thời điểm nó đi qua hai khe, chứ nó không thể cùng lúc đi qua hai khe. Còn nếu mà anh vẫn thực hiện thí nghiệm được mà nó vẫn có vân giao thoa, thì tôi sẽ phải xác nhận rằng là nó cùng lúc đi hai khe. Thì đến khi mà thực hiện thí nghiệm thì nó lại vẫn xuất hiện các vân giao thoa, nó vẫn xuất hiện các vân giao thoa. Điều đó đồng nghĩa việc là tôi không thể phản bác cái tính sóng ở đây đâu. Nhưng bây giờ tôi vẫn không có chấp nhận cái suy nghĩ đó, bởi vì trong đầu của tôi nó vẫn là hai khe, nó vẫn cứ là hai khe, nó vẫn cứ là một hạt. Nhưng mà tôi nói như là chẳng qua là mình mù mờ thôi, chẳng qua là mình mù mờ thôi. Bây giờ ngay sau hai khe tôi đặt hai cái detector, hai cái detector nó sẽ cho tôi biết là electron vừa đi qua khe nào, đúng chưa? Ngay sau khi đi qua hai khe. Thì khi mà chúng ta đặt cái detector vào phía sau hai khe thì rất thú vị, hệ thống vân giao thoa biến mất, không xuất hiện lại hệ thống vân giao thoa. Khi mà chúng ta bắt đầu đếm được tụi nó đang đi qua khe nào
thì hệ thống vân giao thoa biến mất, nó xuất hiện y như cách mà các hạt trùng nó khác. Và khi chúng ta rút hai cái đĩa cơ nó ra thì một lần nữa cái hệ thống vân giao thoa lại xuất hiện. Có một điều gì đó rất là lạ trong cái đối tượng của lượng tử, nó hành xử theo kiểu nếu không ai quan sát nó thì nó âm thầm thể hiện ra một cái tính gì đó, nhưng khi có người quan sát nó thì nó sẽ thể hiện ra cái tính mà người muốn quan sát nó đang cố tình thực hiện thí nghiệm. Nếu không ai quan sát thì nó vừa là sóng vừa là hạt. Anh đặt khe dâng vào, anh muốn kiểm tra tính sóng thì nó là sóng. Anh đặt detector vào, anh muốn kiểm tra tính hạt thì nó là hạt. Có cái gì đó nó không có đúng ở trong cái đối tượng lượng tử. Và cái điều này gây khó chịu rất là nhiều cho những nhà vật lý mà tư tưởng vật lý cũ như Einstein hay là Niels Bohr, hai con người mà đã hình thành lên cái cơ sở cho cơ học lượng tử. Các bạn nên biết là Niels Bohr khi mà đưa ra cái công thức về các cái mức năng lượng đồng thời là bán kính nguyên tử đó, thực ra cái công cụ ứng dụng là vật lý lượng tử hay vật lý cổ điển, vật lý gọi là Newton nha, thế năng trọng trường, thế năng điện trường, vân vân, động năng, lực ly tâm này nọ. Nó là tính được cái công thức dành cho nguyên tử hydro và nó vẫn đúng nha. Nhưng mà dùng công thức cho các nguyên tử khác thì nó không đúng được. Tức là có một cái điều gì đó, quay trở lại vấn đề thì nó có một cái điều gì đó nó không có xác định đối đối tượng lượng tử. Giống như ánh sáng đi từ A đến B là trước nói, trên đường đi của nó rốt cuộc là sóng hay là hạt thì các bạn không biết. Cho nên khi bạn đo, nhưng mà cái phép đo của bạn vô tình nó lại định hình luôn cái tính chất của ánh sáng. Các bạn để khe dâng vào thì nó là sóng, mà các bạn để detector vào thì nó là hạt. Còn không để cái gì vào thì các bạn chỉ phải nói là nó 50% tính sóng và 50%. Đó là một trong những cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng hình như cái đối tượng lượng tử là nó không có giống với đối tượng thường trong cổ điển. Đối tượng trong cổ điển nó rất là rõ ràng. Nó có khối lượng M, nó có vận tốc V, nó có tọa độ X, Y, Z, nó có động lượng, nó có quỹ đạo, nó có bán kính quỹ đạo, nó có gia tốc hướng tâm, nó có gia tốc ly tâm, nó có gia tốc tiết tuyết này nọ. Thì rất là rõ ràng như vậy. Năng lượng, động lượng, rất rõ ràng. Nhưng hình như có cái gì đó nó không đúng đối với cái đối tượng lượng tử. Và để khẳng định cho cái sự gọi là không thể định hình một cách rõ ràng, thì cho đến một ngày có một anh thanh niên, hình như tôi nhớ không lầm, đúng là chỉ khoảng 26 tuổi, Heisenberg. Thì nguyên lý bất định Heisenberg, lúc đó ông giống y như các bạn bây giờ, các bạn soi gương bây giờ, các bạn như thế nào thì giống y như Heisenberg thời đó. Nhìn rất là kiểu playboy, lên báo cáo hội nghị và mặc cái áo hoodie, trên người như cũng có tí xăm mình hay sao. Và khi ông ta trình bày về cái nguyên lý bất định thì chẳng ai tin. Rất là đơn giản và nhẹ nhàng, 5 phút sau khi ông ta trình bày cái nguyên lý bất định ở tuổi 26-27 thì cái nguyên lý bất định này chuyển thẳng vào sọt rác, và phải mười mấy năm sau người ta mới lục cái nguyên lý bất định này lên một lần nữa. Và đến lúc đó người ta mới biết là người ta đã bỏ lỡ một điều rất là vĩ đại trong vật lý. Ở thời điểm mà công bố nguyên lý bất định này thì Heisenberg rất là trẻ, 26-27 tuổi như vậy. Hơn các bạn có mấy tuổi bây giờ? Các bạn thua Heisenberg tính ra là bao nhiêu tuổi nhỉ? Các bạn bây giờ khoảng 19 tuổi đúng không? 19 tuổi là thua Heisenberg có 7 tuổi thời mà ông ta phát kiến ra cái nguyên lý. Và các bạn thì bây giờ vẫn đang còn vật vã với việc là thi lại giải tích, thi lại vật lý, học lại giáo dục thể chất. Và có đứa nó còn thi rớt cả aerobic, tôi cũng chả biết nó thi được gì nó rớt được. Trong khi 7 năm nữa thôi người ta đã trở thành một cái người vĩ đại, thay đổi cái bộ mặt của thế giới. Thì nguyên lý bất định Heisenberg nói là một điều này. Khi chúng ta khảo sát một đối tượng lượng tử thì trong đầu chúng ta, thâm tâm chúng ta là thì nó chuyển động. Giả sử chúng ta xét electron, nó đang chuyển động ở trong không gian, nó đang có tọa độ x, y, z, nó đang có vận tốc v, nó đang có động lượng, nó đang có tọa độ. Khi chúng ta đo nó, khi chúng ta đo tọa độ với động lượng trong cái xe hơi chạy trước cái đường trước nhà, chúng ta hoàn toàn có thể nói nhỉ, xe hơi đó đang cách tôi 3 mét theo phương đông nam, hoặc là xe hơi đó trên mặt phẳng đề cát gắn với cái mặt sàn mặt đường thì đang có tọa độ là 33, và vận tốc lúc đó của ông ta là có giá trị theo 30 là 300, tức là vận tốc theo phương x.
rất chính xác, rất rõ ràng. Được. Cảnh sát giao thông người ta dùng một cái thiết bị, người ta có thể bắn tốc độ các bạn, tọa độ và vận tốc rất chính xác. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện phép đo đó đối với đối tượng lượng tử, chuỗi electron, thì các bạn học thí nghiệm vật lý các bạn sẽ biết là tất cả mọi cái phép đo nó đều có một cái sai số, đúng không? Sai số nó gọi là độ bất định. Ví dụ các bạn đo thấy khối lượng là 3 kg, thì phải là 3 kg cộng trừ bao nhiêu? Cộng trừ 0.1 cộng trừ 0.2 kg. Thì sai số mà nói là độ bất định thì không chính xác lắm. Thực ra là không chính xác lắm. Nhưng mà dùng như vậy thì các bạn có thể sẽ dễ ghi nhớ hơn, nên tạm thời dùng cái khái niệm sai số để nói về độ bất định. Chứ nó thực ra là không chính xác lắm. Nói nôm na là khi các bạn xét một cái giá trị động lực P thì nó có cái độ sai số, độ lệch, độ bất định là delta P. Và khi các bạn đo vị trí của một cái vật ở trong không gian, giả sử trục x thôi, chúng ta xét một hạt đang dịch chuyển theo trục x, thì cái sai số về mặt tọa độ nó là delta x, cái độ bất định về tọa độ là delta x. Như các bạn thấy vật nó nằm ở tọa độ 3 thì nó có thể không phải là 3.00 mà là 3.00 cộng trừ 0.01, 0.05, delta x nó là 0.01, 0.05 đó. Thì Heisenberg á đưa ra một cái kết luận là tích của hai cái độ bất định về tọa độ và động lượng nó sẽ phải luôn luôn lớn hơn một cái hằng số Planck chia cho 4π, và sau này thì người ta gọi cái hằng số Planck chia 2π là h gạch. H là hằng số Planck, cái h chia cho 2π nó gọi là h gạch, là số hằng số mới thôi trong vật lý động tử. Thì chúng ta đưa ra một cái kết luận như này, độ bất định, tích của hai cái độ bất định nó sẽ bắt buộc phải lớn hơn một cái giá trị nào đó. Hay nói đúng hơn là nếu như delta x rất nhỏ thì delta p phải cực kỳ lớn, delta x rất nhỏ thì delta p sẽ cực kỳ lớn. Tức là nếu các bạn xác định về delta x rất nhỏ, tức là độ chính xác về mặt tọa độ cực kỳ tốt luôn, thì cái độ bất định về mặt động lượng nó cũng sẽ cực kỳ lớn luôn, và nó cực kỳ sai số luôn. Thì để hiểu cái chuyện này, để tưởng tượng ra cái nguyên lý bất định này như thế nào, thì các bạn cứ nôm na như thế này. Giống như bạn, các bạn nhà mà có cháu nhỏ, thì các bạn giả sử như các bạn, thằng cháu mà hiếu động đi, các bạn thả nó trong cái phòng thiệt là bực, giả sử đưa ra công viên đi, thiệt là bực, xung quanh không có người gì hết. Chúng ta không nói đến các đối tượng khác tương tác nữa. Thì thằng nhỏ nó có dám chạy nhoi không? Không, nó sợ lắm. Nó cứ lủi thủi đi chậm chậm nhỉ. Nó có thay đổi vận tốc không? Nó cứ vận tốc của nó rất là nhỏ mà đứng loanh quanh một chỗ. Nó nhìn xung quanh, nó không thấy ai hết, nó rất là sợ. Tức là trong cái công viên bự như vậy, cái tọa độ đứa nhỏ nó có thể sai được bao nhiêu, sai đến cả cái công viên. Đứa nhỏ đang ở đâu? Không biết. Đâu đó trong cái công viên về mặt sai số về tọa độ là cực kỳ lớn. Chúng ta chỉ có một thông tin là đứa nhỏ ở trong công viên, nhưng mà công viên thì vị trí nào thì chúng ta không biết, bởi vì đối với chúng ta cái đứa nhỏ nó rất là bự, nó rất là nhỏ so với cái tọa độ không gian là cái công viên, nên sai số về mặt không gian của đứa nhỏ nó rất lớn. Thì đứa nhỏ đang làm gì? Đứa nhỏ gần như là đứng yên, là nó sợ lắm. Nó không dám chạy nhoi nhoi, động lượng của nó gần như không thay đổi, động lượng của nó gần như là không có sai số. Nó không có dám đổi hướng vận tốc, nó cũng không có dám đảo chiều vận tốc, nó cũng không đảo chiều động lượng được. Nó cứ loanh quanh, nó đứng ở một khu vực nào đó, hoặc là nó chạy vòng vòng khu vực đó, chứ nó không có chạy nhanh được, nó không dám chạy hết mình. Thì tức là sai số về không gian rất lớn, thì sai số mặt động lượng là rất bé. Ngược lại, nếu các bạn nhốt đứa nhỏ nó vô một cái phòng như cái lớp mẫu giáo này, nhỏ thôi, nhìn đâu xung quanh là thấy bờ tường ấy, còn sẽ nên chạy chiu giống như nhốt rồi nó nhốt các bạn, nhốt thằng nhỏ vào trong cái phòng riêng của bạn, trong phòng riêng có mấy con robot đấy, bắt từ bên này sang bên kia một hồi là cái bộ sưu tập robot các bạn là đầu một nơi thân một nẻo luôn. Tại vì cái không, lúc đó các bạn sẽ nói rằng là cái tọa độ không gian đứa nhỏ nó sai số nhiều không, nhỏ xíu à, em đâu con, em đâu phòng con đó, cái sai số về mặt không gian trong phòng nó nhỏ lắm. Nhưng mà khi mà các bạn nhốt nó vào nhà, vô trong phòng mà chạy bắt một hồi, các bạn không biết nó đang ở có vận tốc bao nhiêu, hướng vận tốc là như nào. Các bạn một hồi sau mở cửa ra thấy là cái bộ sưu tập robot với lại sách vở các bạn là nó
coi như là xong rồi kiểu. Thì cái điều này nè, cái điều này nè, nó dẫn đến rất nhiều lời giải thích nếu chúng ta chấp nhận nó đúng, nếu chúng ta chấp nhận. Giả sử electron luôn luôn quay quanh hạt nhân, hoàn toàn có thể giải thích được điều này, bởi vì cái không gian mà electron nó bị nhốt đó, là 10 vũ trụ 10 mét, tương ứng với vỏ cầu 10 vũ trụ 10 mét, thì nó không thể dừng lại được. Bởi vì nếu nó dừng lại, thì vận tốc của nó bằng không, động lượng của nó bằng không, và điều đó dẫn đến là sai số hoặc động lượng nó bằng không, tại vì nó dừng lại một chỗ mà nó chẳng di động đâu, nó không có động tốc độ. Thì khi mà đã định hình được giá trị động lượng rồi thì sai số động lượng delta p là bằng không, mà delta p bằng không thì delta x phải cực kỳ lớn rồi, vậy mà delta x cũng chỉ là 10 mũ trừ 10 mét thì là không đúng, à, nhân vào bằng không. Thì cái electron có thể đứng yên được không? Đứng yên được chứ, electron tự do, electron trong không gian, trong vũ trụ, nó hoàn toàn có thể đứng yên ở đâu đó, lúc đó động lượng của nó bằng không, lúc đó cái sai số mặt không gian của nó là cả vũ trụ rất lớn. Vậy nếu như electron có thể rơi vào hạt nhân được không? Có nằm sát hạt nhân được không? Tí chúng ta sẽ giải được không? Thì cái nguyên lý bất định của Heisenberg khi đưa ra người ta không thích, chẳng ai thích rồi, đó là lý do tại sao nó rất là sột rác. Một nhóm người thì cho rằng là cái nguyên lý bất định này thực ra là thể hiện sự bất lực của thiết bị, tức là thiết bị nó đo không được, sai số cho thiết bị. Các bạn đang xài máy đo Made in China, đừng có đùa nha, Made in China bây giờ xịn lắm, nó nhiều cái máy đo, nhiều thiết bị của China nó làm xịn lắm. Chỉ có điều là cái China mà sang chung Việt Nam nó sẽ bèo nhèo, chứ China mà sang châu Âu hay sang Mỹ xịn. Nói nôm na như vậy, chẳng qua anh đang dùng cái máy đo đồ tàu, nhưng bây giờ anh xài cái máy đo đồ Đức thì chắc là nó sẽ chính xác hơn, bởi vì người ta gắn cái delta p độ bất định này với cái sai số, thì người ta nói là chẳng qua là anh dùng cái thiết bị đo nó không đúng thì anh đo thấy nó như vậy, chứ bây giờ anh dùng cái thiết bị đo xịn thì chắc chắn nó không phải như vậy. Nhưng không phải, sau này người ta biết là cái nguyên lý bất định này, nó là cái bản chất của đối tượng lượng tử. Tức là có nhiều người ta sẽ dạy một số cuốn sách, nếu các bạn đọc thêm thì người ta sẽ nói với các bạn rằng là nó đến từ cái bản chất của phép đo, tức là phóng một cái photon đến cái hạt và dội photon về, đợi photon dội về. Tôi không muốn giải thích cho các bạn theo ý đó, nó có thể gây ra một số hiểu lầm khi các bạn đang học giai đoạn đầu. Nói nôm na này, người ta không chấp nhận vì người ta nghĩ rằng cái phép đo này nó sai là do cái thiết bị, hoặc là do phép đo, cái phương pháp các bạn bố trí thí nghiệm nó không đúng. Nhưng mà sau này người ta biết là cái chuyện đó nó không phải, nó đến từ chính bản chất của đối tượng lượng tử. Một khi nó là lượng tử thì nó sẽ bất định. Các bạn sẽ không thấy được cái tính bất định của tôi. Ví dụ các bạn sẽ xác định tọa độ của tôi rất chính xác, các bạn sẽ xác định vị trí của tôi rất chính xác, vận tốc của tôi rất chính xác, tại vì tôi không phải là một đối tượng lượng tử. Khi các bạn nói về một đối tượng lượng tử phải là một đối tượng có khối lượng, có động lượng thực ra là rất là bé, nó xuống cái mức của cái chồng mà. Thì khi mà đã là một đối tượng lượng tử thì cái tính bất định này nó là bản chất của đối tượng lượng tử, nó là bản chất. Cho nên hồi xưa khi bạn học về nhiệt động lực học, người ta có một cái nguyên lý bây giờ người ta cũng hạn chế dạy trong sách, entropy của một hệ nó sẽ bằng không khi nhiệt độ của hệ về đến không độ tuyệt đối. Thì cái đó là cái nguyên lý số 3 của nhiệt động lực học, và bây giờ thì người ta tránh nói về nó, người ta chỉ nói cho các bạn hai nguyên lý đầu thôi, có nguyên lý số 0 nữa người ta không nói, nhưng mà thường người ta chỉ dạy các bạn hai nguyên lý thôi. Là nguyên lý số 3, khi mà người ta giả thuyết rằng là một cái hệ nó sẽ có entropy bằng không khi nó ở cái nhiệt độ không tuyệt đối, thì nó chỉ đúng khi mà chỉ khi ở không độ C, không độ K, khi ở không độ K mọi thứ vận động trong nguyên tử là dừng lại. Mà vật lý lượng tử thì nói các bạn là cái chuyện đó không thể. Cho nên hiện nay người ta có thể đưa nhiệt độ về đến 1/1 triệu độ K rồi, nhưng mà người ta 0,00000K rồi, 0,00000001K, nhưng người ta vẫn chưa đưa về 0K được, bởi vì đến cái giai đoạn đó nó bắt đầu nó phạm vào cái giới hạn của lượng tử, nó sẽ có một số cái kết quả nó sẽ không không phù hợp. Thì cái ví dụ như này nè, ví dụ như này bạn thấy
giả sử như electron của chúng ta không có cái bán kính nguyên tử là 10^-10, mà bây giờ electron của chúng ta rất gần hạt nhân, bán kính nguyên tử là 10^-15, trừ 13, ví dụ vậy nha. Thì nếu như electron của bạn mà tiến đến gần hạt nhân hơn, tức là rơi về phía hạt nhân, thì cái đường kính của nguyên tử các bạn nó từ 10^-10 thì nó giảm xuống khoảng 10^-13 đến 10^-15. Tôi gỡ vậy, tôi lấy con số 10^-14 để cho nó trung tính. Thì có phải electron của bạn á, về mặt không gian á, nếu chúng ta xét một trục đi qua đường kính, thì có phải electron của bạn nó có cái sai số là khoảng bán kính của nguyên tử, tức là 10^-14. Bây giờ chúng ta giả thuyết là từ 10^-10 nó rớt về sát hạt nhân 10^-14, thì tức là cái sai số, cái độ lệch, cái bất định về mặt không gian là 10^-14. Vậy thì 10^-14 delta x thì nó dẫn đến cái delta p là bao nhiêu? Delta p của bạn nó sẽ ra là 10^-20. Thì các bạn thấy cái delta p các bạn là 10^-20 về mặt giá trị kg mét trên giây, mà khối lượng electron là 10^-31 kg. Thì chúng ta dùng tạm với công thức cổ điển nha. Thực ra với cái giá trị này phải dùng công thức của Einstein mới đúng, tạm giá trị cổ điển. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó dẫn đến sự sai số về mặt tốc độ là 10^9 delta v ấy, lấy là delta p chia cho m. Thì sai số hay là độ bất định về mặt vận tốc, tức là khi mà hạt đang chuyển động sang hướng này đổi chiều sang hướng kia, thì nó lên đến 10^9 mét trên giây, lớn hơn một tốc ánh sáng. Điều này vi phạm về cái thuyết tương đối này. Thì chúng ta thấy là nếu như electron mà nó không ở cái 10^-10 mà nó rớt vào gần hạt nhân với 10^-14, thì cái nguyên tử các bạn á, về mặt động lượng, các electron về mặt động lượng nó vi phạm rất nhiều cái điều kiện trong vật lý, nó không thể tồn tại được. Thế là rất nhiều thứ ở trong cái cuộc sống chúng ta là nó tồn tại bởi vì nó không tồn tại như thế thì không có loài người. Nếu như cái hạt electron của bạn vào sát hạt nhân thì cái vấn đề nó cực kỳ khủng khiếp, bởi vì cái lúc đó cái động lượng, sai số về động lượng, bất định về động lượng nó sẽ dẫn đến bất định về mặt năng lượng, và khi nó dẫn đến bất định về mặt năng lượng thì cái nguyên tử của bạn nó không ổn định. Thì chúng ta có một cặp giá trị là delta p nhân delta x theo cái nguyên lý bất định này. Thực ra chúng ta còn có thêm một cặp giá trị có thể bất định nữa, có cái tính bất định nữa là cặp giá trị năng lượng thời gian. Cặp giá trị này thì nó giải thích cho các bạn rằng là tại sao cái electron của bạn khi nó nhảy lên cái mức kích thích thì nó không có tồn tại đó lâu được, nó sẽ bắt buộc phải rơi trở lại. Thì cái nguyên lý bất định Heisenberg nhắc lại một lần nữa nha, nó thể hiện cho một cái tính chất cố hữu của đối tượng lượng tử. Đã là đối tượng lượng tử thì nó phải có tính bất định, và để nhận các giá trị liên quan đến phép bất định ấy, thì nó chỉ là những cái bài toán cộng trừ nhân chia bình thường. Các bạn thấy cái này thực ra nó chỉ là một cái bất định thức với hai con số nhân nhau, nó chỉ là thương số, tích số. Cái giá trị này thì về mặt toán học nó không có khó khăn gì cả. Cái giai đoạn đầu khi các bạn học cái này về mặt toán học nó không khó gì. Cái khó nhất là cái tư duy vật lý, cái làm toán thì cái chỗ này chưa khó. Vật lý lượng tử rất khó về toán, rất khó về toán, nhưng mà đoạn sau thôi, cái đoạn của vật lý lượng tử. Chứ còn cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta nói cái nguyên lý này thì thực ra nó không khó. Ví dụ như giả thuyết được rồi là bước sống, cái này thì có gì đâu về mặt toán học mà khó. Cái này cái nguyên lý bất định hay sinh bách thì có cái gì về mặt toán học đâu mà khó. Nó khó là cái tư duy vật lý, các bạn làm sao để đặt các giá trị này vào đúng chỗ của nó. Các bạn làm sao để đặt được cái giá trị của đâu ta, phải đâu ta. Các bạn làm sao để đặt được cái giá trị vào đúng cái vị trí mà nó cần phải ở để tính toán đó, thì nó mới là cái khó. Nó mới là cái khó. Chứ còn cái phép cộng trừ nhân chia thì có cái gì đâu khó. Tất cả những thứ này chẳng có gì là khó. Thì nói tóm lại, cái sự phân biệt giữa cổ điển với lượng tử nó đến từ một số yếu tố sau đây. Thứ nhất là đối với cổ điển,
quỹ đạo của vật là xác định, quỹ đạo của vật là xác định, tức là vật ở đâu, tọa độ nào là xác định. Còn đối với lượng tử, các bạn không thể nói về quỹ đạo được. Giống như electron, khi bạn học về mô hình điện tử bò đó, lớp 12, cũng bạn thấy ghê lắm, electron chạy trên đường tròn. Không có nha. Cái mô hình đó của bò, nên nhớ một điều là bò đang dùng vật lý cổ điển để chứng minh. Chúng ta đến ngày hôm nay vẫn học là bởi vì nó rất đúng đối với hạt, đối với hero. Nó có sai số đối với thí nghiệm quang phổ dành cho nguyên tử hydro, nó chỉ có 0.2%, sai số rất là lý tưởng. Nhưng mà nó không đúng với các nguyên tử khác. Cho nên cái mô hình của Bohr sau này chỉ được dạy để cho các bạn làm quen với các khái niệm gọi là các mức năng lượng rời rạc, chứ còn nó không được dùng chính thức bản chất của electron trong nguyên tử, là nó không chạy theo những đường tròn như vậy. Về cổ điển thì quỹ đạo là rõ ràng, là những giá trị liên tục x từ đây đến đây, x từ điểm này sang điểm lân cận. Năng lượng cũng vậy, vận tốc tăng lên tí, năng lượng tăng lên tí, năng lượng là liên tục, quỹ đạo là liên tục. Còn đối với lượng tử, chúng ta sẽ phải nói rằng là quỹ đạo là không không có xác định, và năng lượng là gián đoạn, năng lượng của hạt là gián đoạn. Các bạn học bên bên nguyên tử bo rồi, chúng ta sẽ nhắc lại nó sau. Đối với cổ điển, cơ học cổ điển nó sẽ dựa trên một cái định luật rất quan trọng của Newton là định luật số 2, F bằng ma. Trong cái công thức đó nó có m, m là khối lượng, và m là khối lượng là đặc trưng của tính hạt. Cho nên phần lớn những đối tượng trong một cái cổ điển mà tính hạt, từ một số cái đối tượng trong cái tính sóng, có cái trong cái bài cái môn gọi là môn sóng cơ học, thì chúng ta nói về cái tính chất sóng của nó. Chứ phần lớn các đối tượng chúng ta khảo sát, mà thậm chí ngay cả sóng mặt nước chúng ta hoàn toàn để tính nó, khảo sát nó dưới dạng hạt được. Ví dụ như các phần tử nước lên xuống có tần số, có chu kỳ, có cơ năng. Còn đối với vật lý lượng tử thì chúng ta sẽ phải xem xét cả hai cái tính sóng và hạt đồng thời. Và trong một số trường hợp chúng ta sẽ đặt nặng cái tính sóng hơn tính hạt, trong một số trường hợp thì là ngược lại. Cổ điển thì chúng ta dùng đến toán học Newton, toán cổ điển, mấy cái vector tiếp gì đó. Trong cơ học lượng tử chúng ta vẫn dùng vật lý lượng tử, các cái toán tử. Và cái quan trọng nhất là cái này, xác suất. Cái xác suất là cái khó chịu nhất đối với các nhà vật lý cổ điển. Giống như đây nè, quay trở lại cái bài toán nguyên lý bất định. Thì chúng ta không có nói được là vật đang ở đâu, chúng ta chỉ có thể nói rằng vật đang ở tọa độ x cộng trừ trên tới x thôi. Hay nói đúng hơn là chúng ta sẽ có một cái xác suất để vật nằm ở đâu đó trong các tọa độ đó. Ví dụ x, ví dụ như 3m, 3m cộng trừ 0.5 thì thành là 2.5m đến 3.5m. Thì vật đang ở đâu trong khoảng đó, không biết. Vật nằm trong khoảng đó thôi. Tức là nó sẽ có một cái xác suất vật ở là 2.5, có một xác suất vật ở 2.6, có một xác suất vật ở 2.7. Mỗi cái giá trị nó sẽ có một xác suất, giá trị xác suất khác nhau. Bất cứ một cái đối tượng nào, bất cứ một cái sự kiện nào, bất cứ một cái tính chất nào của đối tượng lượng tử, nó sẽ gắn với cái thứ gọi là xác suất. Và cái điều này gây khó chịu rất là lớn đối với các nhà vật lý theo tư tưởng cổ điển. Họ không chấp nhận chuyện này. Einstein mà còn phải thắc thốt lên câu là Chúa không chơi trò xuất sắc. Xuất sắc là một trong những đối tượng đặc trưng nhất để mô tả cái môn xác suất thống kê. Chúa không chơi trò xuất sắc. Và sau này chúng ta thấy cái tư duy này nó đúng. Mà nó hoàn toàn là một cái đặc tính của đối tượng lượng tử. Thì cái phần mà liên quan đến xác suất là phần sau, tí chúng ta sau, sau giải lao sẽ nói đi. Đối với vật lý cổ điển thì tất cả những giá trị đều biến thiên liên tục, động lượng biến thiên liên tục, tọa độ biến thiên liên tục, năng lượng biến thiên liên tục. Còn cái lượng tử thì các bạn biết rồi, mô hình nguyên tử Bohr, năng lượng, riêng năng lượng các bạn đã biết là nó rời rạc. Đối với cổ điển thì nó có một cái thứ nó gọi là nguyên lý tất định. Tôi cho ví dụ là ngày mai nhật thực toàn phần ở Tokyo lúc 8 giờ sáng, đúng 8 giờ sáng nhật thực toàn phần. Và người ta nói là chúng ta có thể dự đoán được tương lai nếu chúng ta có hai cái điều kiện sau đây. Thứ nhất thông số của hệ có, và thứ hai là cái bài toán đó chúng ta tính toán kịp thì chúng ta dự đoán được tương lai. Còn cái nguyên lý bất định nó nói các bạn là không, tất cả mọi cái sự kiện về cơ bản nó đều có một cái gì đó nó liên quan đến độ bất định, tính xác suất. Đơn kiểu là bây giờ tôi mở cửa ra phát là tôi thấy sơn tùng NTP thì cái sự kiện nó thế nào. Đối với cái cổ điển nó là không,
Và đối với vật lý cổ, vật lý lượng tử nói rằng là xác suất là 1/7 tỷ. Tại vì mở cửa ra, cái việc nhìn thấy Sơn Tùng là xuất hiện trước mặt tôi là 1/7 tỷ, 7 tỷ là dân số là nhiều. Mở cửa ra phát thấy Putin thì cũng là 1/7 tỷ, ví dụ vậy. Mở cửa ra phát thấy sinh viên được bách khoa, xác suất ví dụ như là 1/10 tỷ. Và bây giờ này tất cả những thằng sinh viên bách khoa, bao gồm cả dân số thế giới và những hồn ma bất phượng, thì sinh viên bách khoa nó vẫn đang nằm nó ngủ ở nhà, nó không xuất hiện ở ngoài đường, nó không bước ra khỏi phòng. Cho nên là tôi không thể thấy nó xác suất nhìn thấy nó còn thấp hơn xác suất nhìn thấy Putin, nhưng mà nó có xác suất, nó có một xác suất. Thì vật lý cổ điển nó nói với chúng ta là tôi không chấp nhận cái tư duy xác suất, tức là cái sự kiện nó diễn ra thì nó sẽ phải diễn ra. Giống như là người ta nói số phận loài người, anh đến năm 30 tuổi là giàu, anh đến năm anh vào bách khoa là anh sẽ sống một đời cô đơn trong suốt 5 năm, đau đớn nhục nhã cô đơn không người yêu như thế, nghèo khổ trong suốt 5 năm. Tức là người ta nói với các bạn về một số phận như vậy trong nguyên lý của vật lý cổ điển, và người ta nói rằng là tất cả những thông số nếu tôi có thì tôi có thể dự đoán thì đó, thì nó sẽ diễn ra đúng theo những gì mà tôi dự đoán. Nhưng vật lý lượng tử thì nói không phải vậy, nó có một cái xác suất, nó giống như đời sống thật chúng ta. Các bạn vẫn có thể đậu bách khoa và trong 5 năm đó các bạn không hề FA, đúng không? Các bạn vẫn có thể có người yêu, có một xác suất nào đó các bạn có người yêu, tại vì gọi là gì đó, tỷ lệ nữ và nam bách khoa mình cũng không phải chênh lệch lắm, nó cũng có thì mình không có anh vậy. Và biết đâu cũng có một số cô gái cô có cái yêu cầu thấp dưới mức level các bạn bây giờ, thì cô vẫn có thể đem lòng thích các bạn. Cái xác suất nó vẫn có. Và vật lý cổ điển nó nói rằng chuyện không có, nhưng vật lý lượng tử nó nói là có tất cả mọi thứ nó đều có một cái xác suất. Và khi mà cái xác suất nó xảy ra thì những cái giả thuyết khác, những cái trường hợp khác nó sẽ biến mất. Ví dụ các bạn sẽ có một cái xác suất là FA trong suốt 5 năm đại học là 30%, các bạn sẽ có một 70%, các bạn sẽ có xác suất có người yêu là 2%, các bạn sẽ có một cái xác suất là các bạn không quan tâm đến tình cảm trai gái là 28%, chẳng hạn vậy. Ví dụ thì ví dụ như là các bạn FA xác định luôn là các bạn FA, sau khi 5 năm đo lại đúng là các bạn FA, thì tức là cái 80% 70% đó là nó xảy ra rồi và nó trở thành 100%, tất cả những cái sự kiện khác biến mất. Nhưng cũng có thể các bạn có người yêu, các bạn gái, các bạn thi qua hết tất cả các môn, các bạn có được học bổng, các bạn đánh lụi, các bạn vẫn có thể gọi là qua môn và có bạn gái chẳng hạn vậy. Thì khi cái chuyện đó xảy ra thì được 2% nó thành 100%, tất cả những sự kiện khác là suy sụp về 0%, gọi là suy sụp hàm sóng cho các bạn sự không. Thì cái vật lý lượng tử đó, nó nói cho các bạn rằng là chúng ta cần phải khảo sát đến những cái tính chất cố hữu của đối tượng lượng tử, ví dụ như là tính gián đoạn, ví dụ như là tính bất định, những cái tính rời rạc, tính gián đoạn, tính rời rạc, những thứ mà các bạn phải luôn luôn nghĩ trong đầu rằng là nó là có thật và nó không phải là một cái điều gì đó chúng ta gán ghép cho đối tượng lượng tử, mà nó là bản chất của đối tượng lượng tử. Cái đó phải giữ được trong đầu thì chúng ta mới đi tiếp cái môn này được. Thôi giải lao khoảng 15 phút nha, chúng ta đi vào cái phần khó hơn ở dưới này, phần khó hơn liên quan đến các phương trình Schrödinger và một số cái phức tạp hơn nha. Giải lao 15 phút nha.
Rồi tiếp hả các bạn ha. Alo. Tỉnh táo như nào? Chúng ta nói một chút về cái phương trình Schrödinger. Đây là cái bài toán mà có thể nói là về mặt toán học là khó nhất trong cái lúc mà các bạn làm các bài tập liên quan đến lượng tử. Thì đầu tiên chúng ta phải giới thiệu một số cái khái niệm trước đã. Đầu tiên là chúng ta nói về một cái thứ nó gọi là hàm sóng. Hàm sóng. Thì cái câu chuyện này rất nhiều bạn khi mà các bạn sau này các bạn học qua cái lượng tử và làm một số bài tập rồi ha, thì rất nhiều người trong cái lúc mà học và tới lượng tử bị nhầm lẫn giữa cái hàm sóng này với cái sóng hàm trong cái tính chất. Nhấn mạnh chỗ này, hàm sóng là một cái mô tả toán học. Cái từ này rất quan trọng. Về bản chất nó chỉ là một mô tả toán học. Nó giống như việc các bạn gắn thằng bạn các bạn với một hàm số nào đó. Ví dụ như là hàm số bản thân mình, là hàm số ví dụ như là tình cảm bạn bè, thì bằng ví dụ như là 1 trên tiền lũy thừa bậc 3. 1 trên số tiền mình cho nó vay lũy thừa bậc 3, mình cho nó vay càng nhiều tình cảm càng nhỏ. Như vậy tình cảm sau này càng nhỏ. Thì cái hàm sóng này nó chỉ là một mô tả toán học. Nó chỉ là một mô tả toán học, nó không phải là một sóng, nó là một mô tả toán học dùng để đặc trưng, để mô tả cho một cái trạng thái cần có một đối tượng lượng tử. Thì ký hiệu của nó là psi, nên đọc là psi. Thì một cái đối tượng lượng tử khi chúng ta tồn tại trong không gian, bất cứ một cái đối tượng nào nó tồn tại trong không gian, nó tồn tại thì nó phải là tồn tại trong không gian và theo thời gian. Nên cái hàm này nè, nó là một hàm số của không gian và thời gian. Một cái đối tượng lượng tử hay một đối tượng bất kỳ khi nó tồn tại thì phải có yếu tố không gian và thời gian. Hai cái yếu tố đó sẽ mô tả toàn bộ cái vũ trụ mà chúng ta đang có. Thì chữ vũ trụ chính là ý nghĩa là như vậy. Vũ là đặc trưng cho thời gian, mà trụ đặc trưng cho không à, vũ đặc trưng cho không gian, mà trụ là đặc trưng cho thời gian. Cái từ vũ trụ có nghĩa là không gian và thời gian. Tức là tất cả những gì bao quanh chúng ta, tất cả những gì chúng ta tồn tại bên trong đó, nó đều gắn với không gian và thời gian. Cho nên á, chưa cần nói cái hàm này nó là gì, nhưng mà nó phải là có hai biến số không gian và biến số thời gian. Tại vì chúng ta mô tả một đối tượng. Và trong cái biểu thức của cái hàm sóng này nè, sau này khi chúng ta viết nó ra, nó sẽ hàm chứa trong đó tất cả những giá trị mà nó sẽ giúp cho chúng ta lấy ra được vị trí, vận tốc, xung lượng, moment xung lượng và năng lượng. Tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải biết thì một đối tượng lượng tử. Bao gồm tọa độ, bao gồm vị trí, tất nhiên nó phải bao hàm trong đó những cái khái niệm liên quan đến tắc suất. Thì cái hàm sóng này nè, nó giới thiệu cho bạn một yếu tố này, quan trọng nhất của hàm sóng là bình phương giá trị hàm sóng. Cái giá trị bình phương của một psi nó chính là mật độ xác suất để tìm thấy hàm tại vị trí đó, tại thời gian đó, tại thời điểm đó. Thì cái mật độ xác suất là một khái niệm bên xác suất thống kê. Ví dụ như là cái phổ điểm vật lý A2 của Simon Bách Khoa, giả sử như nó là khái thế ha. Đây là khu vực 10 điểm, đây là khu vực 0 điểm. Thì đây là gì? Đây là số sinh viên đạt được cái điểm đó. Thì giả sử tôi lấy cái điểm là điểm 8 đi. Điểm 8. Thì cái lượng sinh viên đạt được điểm 8 ấy, nó ví dụ như là từ 8 điểm là bao gồm ý nghĩa là 8 cộng trừ 0.25. Bởi vì 7.75 trở lên thì được gọi là 8. 8.25 trở xuống vẫn gọi là 8. Ví dụ vậy. Thì cái giá trị điểm 8 nó có ví dụ như là 200 sinh viên. Thì cái lượng sinh viên đạt được cái điểm này là 200. Nhưng giả sử như tổng số sinh viên các bạn là 4.000, thì 200 của các bạn này, nó chiếm là 200 chia 4.000,
nhân 100, tức là 20.000 chia 100 là chia 2.000 chia 4.000 500. Thì mật độ xác suất tìm thấy sinh viên ở mức 8 điểm và đấy là 2 là 5%. Ý người ta là như vậy. Tức là xung quanh cái điểm 8 này, có một cái lượng sinh viên chiếm khoảng 5% trên toàn bộ sinh viên của trường Bách Khoa trong cái kỳ thi đó. Thì mà thấy là cái khái niệm mật độ xác suất này là cái 5% đó, nó chính là bằng cái phần si bình phương theo định nghĩa, đây là định nghĩa, theo định nghĩa của hàm sóng. Tức là nếu chúng ta viết là một cái hàm sóng, hàm sóng nó ví dụ như là 2x bình phương cộng 3t chẳng hạn vậy đi, thì tại thời điểm x bằng 0, t bằng 0 chẳng hạn vậy, thì mật độ xác suất phát hiện thấy hạt là phần si bình phương, thì bạn thế x bằng 0, t bằng 0, một quả là 0, bình phương đây là 0, mật độ xác suất tìm thấy hạt ở đó bằng 0. Giống như cái mật độ xác suất tìm thấy bạn đạt được 10,5 điểm vật lý A2 là bằng 0 rồi, là không bao giờ có cái sinh viên đạt 10,5, đạt được 13 thì có, nhưng 10,5 thì không có. Thì bình phương một hàm sóng thì được định nghĩa luôn, nó là mật độ xác suất tìm thấy hạt ở tại cái vị trí đó, ở tại cái thời điểm đó. Thì cái hàm sóng này nhắc lại một lần nữa là nó là mô tả toán học, chứ nó không phải là mô tả sóng, nó không phải là sóng. Và nếu cần thì chúng ta có thể nói nó là mô tả sóng, nhưng mà là sóng xác suất. Sóng xác suất. Ví dụ như chúng ta có thể có một cái bức tường như thế này. Giả sử chúng ta có một bức tường như thế này. Và electron chúng ta có thể tồn tại bên trong bức tường này. Bức tường này rất là cao, cao đến mức electron không thể nhảy ra ngoài được, đây cái hố này. Thì electron nó có thể tồn tại trong cái bức tường này ở một cái vị trí bất kỳ. Electron hoàn toàn có thể nằm ở đây, ở tọa độ này. Tại thời điểm, ví dụ chúng ta xét tại một thời điểm duy nhất thôi, một thời điểm t bằng một giây đi. Electron có thể nằm ở đây, 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 nằm ở đây chẳng hạn vậy. Nếu chúng ta xét một trục ngang thôi, electron có thể đang nằm ở đây, có thể nằm ở đây, có thể nằm ở đây, có thể nằm ở đây. Nhưng mà sẽ có một cái xác suất các bạn sẽ tìm thấy electron dễ nằm nhất ở đâu. Ví dụ ở đây đi. Ví dụ ở đây đi, các bạn sẽ tìm thấy electron có khả năng tồn tại ở khu vực tọa độ x này là cao nhất. Ví dụ vậy. Thì tức là cái mật độ xác suất đây là cao nhất. Mật độ xác suất ở hai biên biên này bằng không, xác suất tìm thấy electron ở biên biên bằng không. Ví dụ vậy. Nó giống như việc các bạn nhìn cái đường lý thường kiệt, các bạn chưa đi học ở cơ sở 2 đúng không? Nhưng các bạn nhìn thấy đường xã hội Hà Nội, cái đường xã hội Hà Nội nó có rất là nhiều xe đang lưu thông. Và các bạn giả sử như các bạn đóng băng khoảnh khắc 8 giờ sáng, đóng băng lại ngay tại thời điểm này 8 giờ 28 phút sáng đóng băng lại, thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều người đang ở trên đường, nhưng không phải là ở chỗ nào cũng có đông người như nhau. Các bạn sẽ thấy ví dụ như gần đèn đỏ, gần Suối Tiên, thì trong mỗi quãng tọa độ khoảng chừng cộng trừ 10 mét, các bạn có thể tìm thấy độ khoảng chừng 20 xe. Nhưng mà ví dụ như các bạn xét cái chỗ mà gần cái chân cầu vượt, thì cũng là trong cái khoảng cách cộng trừ 10 mét, thì các bạn chả thấy cái xe nào. Kiểu như thế. Còn khi rồi trời mưa, trong trường hợp 4 giờ chiều nay trời mưa, thì ngay dưới cầu vượt các bạn sẽ thấy là trong cái khoảng cách cộng trừ 5 mét, có khoảng 100 người đứng ra khỏi cầu vượt đó, trong khoảng cộng trừ 5 mét, gần như không có người nào, có một hoặc hai người. Thì mà thấy đó là cái xác suất tìm thấy người ở trong những cái vị trí trên cái đường đi đó, trên cái tọa độ không gian đó là khác nhau. Và rõ ràng cái mật độ xác suất tìm cái hạt, tìm cái người nó cũng khác nhau theo thời gian luôn. Ví dụ 8 giờ sáng nó khác với 4 giờ chiều. Cho nên là cái hàm sóng này chẳng qua nó là một cái mô tả toán học. Ví dụ chúng ta có thể viết một cái hàm sóng xác suất tìm thấy người trên xa lộ Hà Nội. Và cái hàm đó chắc chắn phải là tọa độ và thời gian. Ví dụ như là tọa độ, cùng một tọa độ dưới chân cầu, 8 giờ sáng và lúc 4 giờ chiều, lúc trời mưa và lúc trời nắng, là hai cái xác suất tìm thấy người khác nhau. Quanh cái đèn đỏ thì là cũng vậy luôn. Giờ xét cùng một thời điểm 8 giờ sáng dưới chân cầu và chỗ đèn đỏ, hai cái tọa độ khác nhau, nó sẽ có hai cái nhóm xác suất tìm thấy hàng khác nhau, tìm thấy người khác nhau. Nên nhắc lại một lần nữa, hàm sóng nó chỉ là một cái mô tả toán học. Nếu các bạn có một cái hàm sóng và các bạn khảo sát tại một vị trí nào đó, xác định luôn x rõ ràng, t rõ ràng, vị trí xác định, thời điểm xác định, thì bình phương cái giá trị đó lên, nó chính là mật độ xác suất tìm thấy hạt. Thì đây là cái định nghĩa về hàm sóng. Tại sao phải đưa ra cái định nghĩa về hàm sóng trước khi chúng ta học, trước khi chúng ta học về phương trình Schrödinger? Là bởi vì nếu nói về phương trình Schrödinger trong cơ học lượng tử, thì nó đóng vai trò như kiểu là phương trình định luật 2 Newton trong cơ học cổ điển. Nếu không có phương trình định luật 2 Newton thì chúng ta gần như không có cơ học cổ điển. Và nếu không có phương trình Schrödinger thì chúng ta cũng sẽ không có cơ học lượng tử. Ở đâu ra mà Schrödinger tìm ra phương trình này? Nó giống như cách mà Newton tìm ra phương trình định luật 2. Nó gọi là định luật. Nó không có chứng minh.
Tức là đến một ngày nào đó Phương tự nhiên Schrödinger thông báo lên là ông có một cái phương trình như này. Tất nhiên là phải dựa vào cái việc là ông đã kiểm định trước đó rồi với những cái giá trị mà thực tế là chúng ta có rồi. Thì giới thiệu cái phương trình này. Và sau đó người ta kiểm định lại một lần nữa thì phương trình nó đúng, đúng trong tất cả mọi trường hợp mà chúng ta cần phải khảo sát về đối tượng đó. Và trong cái phương trình này thì cái đối tượng mà phương trình này nó khảo sát là hàm sau. Là hàm sau. Đây các bạn thấy ha. Cái phương trình gốc của nó thì nó hơi phức tạp nha. Đừng có lo lắng. Tôi đã giải thích trước một chút thôi. Đừng quá lo lắng. Đây là đạo hàm riêng phần. Chỗ này nè. Là đạo hàm riêng phần của hàm sóng theo thời gian. Giả sử chúng ta có cái hàm sóng, ví dụ giống như tôi cho này. 3t bình phương, 3x bình phương cộng t. Thì đạo hàm riêng phần theo t ấy, nó là một. Tại vì khi mà đạo hàm riêng phần theo t, tất cả những gì không có t thì gọi là hàm số. Như 3x bình phương cộng t thì đạo hàm riêng phần chỗ này là một. Tại vì 3x bình phương cộng t đạo hàm theo t thì 3x bình phương là hàm số, không. T đạo hàm là một. Kiểu như vậy thôi. Nên với phải á, cái giá trị này nè. Các bạn thấy nó phức tạp không? Cái giá trị này á, khoan nói nha. Còn cái giá trị này nè, các bạn có này là gì? Thế năng. Đây là hàm thế năng. Tức là một hạt, ví dụ electron đi, nó tồn tại trong nguyên tử thì nó tương tác với hạt nhân nguyên tử. Nó sẽ có một cái thế năng tĩnh điện. Và cái thế năng tĩnh điện đó các bạn còn nhớ công thức của Coulomb không? K nhân với Q chia cho K nhân Q1 chia 2 chia R. Thì rõ ràng rằng đây là một cái hàm thế năng, và hàm thế năng đó nó phụ thuộc vào R là khoảng cách, tức là vào không gian, là khoảng cách giữa hạt nhân và electron. Và nó phụ thuộc vào thời gian luôn, bởi vì cái khoảng cách giữa electron và hạt nhân nó sẽ có thể bị thay đổi theo thời gian. Và tất cả cái này nó nhân với lại là hàm của phi. Thì phía trước này của bạn nó sẽ liên quan đến một thứ mà hay cộng với thế năng, động năng. Hai cái này nó cộng với nhau, động năng cộng thế năng thì nó gọi là năng lượng. Nên đôi khi người ta sẽ viết nguyên cái ngoặc vuông này bằng một cái toán tử E có dấu mũ. Thực ra nó có nghĩa là năng lượng. Ý người ta không muốn viết là cái đống lằng nhằng này, bởi người ta chẳng qua là muốn viết là năng lượng tổng cộng. Thì cái này này nó sẽ liên quan đến cái động năng, còn cái này là liên quan đến thế năng của hạt. Thì cái phương trình này tất nhiên là chúng ta sẽ không học ở trong đại cương, chúng ta không dùng cái phương trình này giải bài tập trong đại cương. Nó là phương trình tổng quát, nó là phương trình tổng quát. Cho nên khi mà nó là ở đối với bậc đại cương ấy, thì các bạn sẽ không có khảo sát cái phương trình này, mà các bạn sẽ khảo sát một phương trình đơn giản hơn phương trình này. Nó là một cái biến thể của phương trình này. Tại vì cái phương trình này các bạn nhìn kỹ đi, nó có thời gian, nó có tọa độ, và cái phương trình này sẽ rất là khó giải nếu các bạn không có một cái không cái nền tảng toán thực sự sâu. Thì ở đại cương các bạn sẽ không dùng phương trình tổng quát này. Đây là phương trình tổng quát của Schrödinger, và thậm chí cái phương trình này đến giờ phút này người ta vẫn chưa giải được cho cái không gian ba chiều dành cho các cái bài toán phức tạp, ví dụ như là electron trong nguyên tử vàng mà chúng ta dùng cái phương trình này giải thì máy tính, siêu máy tính mới giải. Và rất nhiều cái lúc người ta áp dụng cái phương trình này, là người ta phải chạy trên cái nền tảng của siêu máy tính, chứ người ta không chạy trên nền tảng tính toán thông thường được. Nó các cái tương tác của các cái đối tượng lượng tử là nó khá phức tạp và khá nhiều biến số. Thì cái câu chuyện đó về việc chúng ta sẽ sử dụng phương trình nào, nghĩa là khoan nói thế, bây giờ cái hàm sóng anh đặt ra như vậy thì tôi đồng ý, thì anh đặt ra là nó là một mô tả toán học, nó đặc trưng cho cái này. Nhưng mà nó phải có một số cái điều kiện, ví dụ như tôi đặt ra là sinh viên bách khoa là một cái định nghĩa, thì sinh viên bách khoa nó phải là gì? Đầu tiên phải là còn sống. Sinh viên bách khoa của khóa 2022 thì nó phải là con sống, nó phải là con người, đúng chưa? Nó có thể ở tình trạng là có bạn gái hoặc không có bạn gái chẳng vậy, nó có thể có điểm lý trung bình từ 0 đến 10 chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái điều kiện dành cho một cái mô tả, thì cái hàm sóng này thôi, nó phải có điều kiện, nó phải có cái điều kiện cái hàm sóng. Và nhắc lại một lần nữa nha, bình phương và hàm sóng là đặc trưng cho mật độ, xác suất tìm thấy hàm. Thứ nhất cái khái niệm, cái tên đó, nhiều khi các bạn gặp cái tên bạn sợ, đừng có sợ. Hàm sóng phải giới nội, hàm sóng phải giới nội, tức là nó phải tồn tại trong cái vùng không gian nào đó nó khảo sát. Thực ra thì cái câu chuyện đầu tiên, cái tính chất đầu tiên của cái hàm sóng mà các bạn phải lưu ý, nó là cái hàm sóng phải đơn trị. Đơn trị, đơn là một, cô đơn là cô quạnh, đơn lẻ, một mình ôm lấy sự cô đơn, sự cô quạnh. Chữ đơn là một, đơn trị, trị là giá trị. Hàm sóng phải có một giá trị, một giá trị tại mỗi thời điểm.
tại mỗi tọa độ. Tại vì sao nó phải có một giá trị duy nhất tại mỗi tại thời điểm và mỗi tọa độ? Là bởi vì khi các bạn nói xác suất tìm thấy hạt ở chỗ đó lúc đó thì nó phải có một giá trị. Ví dụ cho nó là xác suất tìm thấy hạt ở điểm A tại thời điểm T mà không là 2%, là 2%. Chứ không thể nói nha, giá trị xác suất tìm thấy hạt ở chỗ x bằng 0, t bằng 0 là 2% hoặc là 7% hoặc là 10%, không. Các bạn chỉ được gắn một cái giá trị xác suất tìm thấy hạt ở mỗi điểm thôi và mỗi thời điểm. Cho nên á, cái tính đơn trị của hàm sóng, tại vì hàm sóng bình thường lên bằng mật độ xác suất. Và từ đó các bạn nhân cái tọa độ nhân cái thời gian thì ra xác suất. Thì cái hàm sóng phải đơn trị. Tại vì khi mà các bạn tôi nói đến xác suất thì nó chỉ có một giá trị thôi. Ví dụ như xác suất tôi qua được môn vật lý A2 là bao nhiêu? Thì là 5% hoặc 7%, chứ không thể nào là có thể là 5% mà cũng có thể là 10%. Không. Nếu bạn không học bài gì hết, xác suất các bạn qua được môn vật lý A2 là xấp xỉ 0.0001%. Nếu bạn học hết được cái phần vật lý lượng tử, giao thoa sóng ánh sáng, giao thoa sóng ánh sáng thì rồi vật lý lượng tử rồi thuyết tương đối thì các bạn xác suất qua được môn này là khoảng 30%. Các bạn học hết được tất cả những cái nội dung thi cuối kỳ, các bạn xác suất qua được là ví dụ như là 40-60%, 60% đấy. Còn nếu mà các bạn gọi là 2 điểm giữa kỳ, xác suất các bạn được 10 điểm vào cuối kỳ là bao nhiêu, thì là 0,00000001%. Ví dụ vậy. Tức là nó sẽ luôn luôn gắn với con số nào đó. Ví dụ các bạn được 10 điểm rưỡi là bao nhiêu, là 0%, tại vì không có cái giá trị 10 điểm rưỡi, chỉ có 13 điểm thôi, chứ còn không có 10 điểm rưỡi, trên 10 điểm không có nữa. Nên cái ý nghĩa của đơn trị rất rõ ràng. Cái xác suất các bạn tìm thấy hạt ở đó, tại thời điểm đó, tại tọa độ đó, với các tính chất đó, thì nó phải có một giá trị, thì nó phải đơn trị. Tính chất thứ hai là hàm sóng phải liên tục. Hàm sóng liên tục tức là khi bạn xét hai vị trí sát nhau, hai vị trí sát nhau, xác suất tìm thấy hạt ở đây nhảy sang xác suất tìm thấy hạt ở điểm lân cận là nó phải thay đổi liên tục, chứ không thể nào mà ở bên này sang xác suất tìm thấy hạt là 3%. Từ bên này sang, các bạn nhớ cái bài toán liên tục là tính lim, lim từ trái sang chỗ này xác suất là 3%, lim từ phải sang cũng tọa độ đó xác suất nhảy vọt tới 7%. Cái chuyện không có, tất cả những cái sự thay đổi về khả năng tìm thấy hạt nó phải thay đổi liên tục, điểm này liên tục với nhau, thay đổi nhưng mà nó phải liên tục. Tính chất thứ tư là cái tính chất mà chúng ta ít dùng, thật ra là ít dùng. Đó là đạo hàm bậc nhất của hàm sóng và liên tục. Các bạn ạ, đạo hàm bậc nhất của hàm sóng phải liên tục. Nó nói cho các bạn biết là cái sự thay đổi tốc độ biến đổi của hàm sóng nó cũng phải liên tục. Tức là từ đây đến đây, cái hàm sóng mà khi đạo hàm bậc nhất nó liên tục đó, là cái hàm mà nó có cái đạo hàm nó thay đổi liên tục. Tức là cái hàm nó smooth chứ nó không có bị gấp gấp như này. Như các bạn mà có cái đường như thế này thì bên trái thì sang đạo hàm của nó là dương, bên phải thì sang đạo hàm của nó ngay tại điểm đỉnh là âm. Thì cái hàm gấp gấp như này gọi là cái hàm có đạo hàm bậc nhất không liên tục. Còn cái hàm mà có bậc nhất, đạo hàm bậc nhất liên tục đó, là cái hàm nó smooth, cái đường của nó smooth. Thì cái tính chất cuối cùng là các bạn ít dùng trong bài toán. Và cái điều kiện gọi là giới nội, hay nói chung là cái điều kiện các bạn hay dùng cái tên quen thuộc là điều kiện chuẩn hóa. Điều kiện chuẩn hóa nó nói lên các bạn là gì? Là khi các bạn khảo sát một vùng không gian tồn tại hạt, ví dụ hạt các bạn biết là nó tồn tại, ví dụ hạt electron tồn tại trong vũ trụ, thì khi các bạn bình phương lên hàm sóng nó gọi là mật độ xác suất nhân với thể tích thì ra xác suất, thì các bạn phải cộng hết xác suất toàn bộ không gian có thể vật có thể tồn tại, thì bạn bắt buộc phải tìm thấy hạt, bắt buộc phải tìm thấy hạt. Ví dụ như là các bạn biết là con chuột ở trong phòng, các bạn thuê nhà trọ đúng không, nếu một ngày con chuột nó nhảy vào phòng tắm các bạn, các bạn chạy ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại, thì con chuột nó ở đâu trong phòng tắm? Các bạn biết ở trong phòng tắm, nhưng nó có thể ở trên cái lon, cái bình rửa rửa mặt các bạn, nó có thể ở trên cái toilet các bạn, nó có thể ở trong chậu đồ các bạn, nó có thể dưới chậu đồ các bạn, nó có thể ở trên cái kệ đựng dầu đầu các bạn.
các bạn không chắc nó đang ở đâu. Khi bạn ra ngoài các bạn đóng cửa lại, các bạn không biết nó ở đâu hết. Nó có một xác suất là trốn ở trong mấy chỗ tối cao hơn là ở chỗ ở ngoài này, nơi có bóng đèn chiếu sáng, đúng chưa? Nhưng mà các bạn sẽ không biết nó ở đâu cụ thể. Mỗi một vị trí nó sẽ có một xác suất, ví dụ xác suất ở dưới mấy chỗ tối tối khoảng 60%, xác suất ở trên sàn nhà 1%, xác suất ở dưới chậu, trong cái bộ, trong cái chậu đồ các bạn 20%. Tôi không cần biết và tôi cũng chưa có khảo sát được cái hàm sóng của bạn, cái xác suất tìm thấy con chuột ở đâu. Tôi chỉ biết chắc chắn là con chuột ở trong phòng, tôi gần khóa hết cửa rồi, con chuột ở trong phòng. Nếu tôi cộng hết tất cả xác suất, cái xác suất con chuột bay lơ lửng trong không khí là 0.01%, cái đầu nó nhảy tưng 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 lên ở mỗi thời khoảnh khắc đó, xác suất mà nó đang lơ lửng trong không khí là rất nhỏ, nhưng mà nó có. Nhiều khi con chuột nó kiểu nó ghét hai ấy, nó ăn trúng cái gì xong bắt đầu nó cứ đứng ở chỗ giữa phòng tắm nhảy tưng 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 rồi. Thì ở mỗi khoảnh khắc là nó xác suất tìm thấy con chuột ở ngay giữa không gian của phòng tắm trong cái không khí là có, nhưng mà thấp. Tôi không cần biết, tôi chưa biết được, bởi vì tôi chưa tính được là con chuột nó có ghét hai hay không, nó có chơi đồ hay không, tôi biết. Nhưng mà tôi biết là bây giờ nếu tôi quét hết toàn bộ cái phòng tắm đó, với điều kiện tất nhiên con chuột không lọt ra ngoài nữa, tôi quét hết phòng tắm rồi, tôi chắc chắn là tìm được con chuột. Tôi chắc chắn là tìm được con chuột. Thì nó gọi là điều kiện chuẩn hóa của hàm sóng, tức là khi các bạn tính các xác suất của con chuột hay là của đối tượng lượng tử trong một không gian mà các bạn biết chắc là cái hạt nào đó, thì các bạn khi các bạn cộng xác suất trên toàn bộ không gian thì nó phải bằng một. Thì cái điều kiện này nó có ý nghĩa khá quan trọng, bởi vì nó là một trong những điều kiện để các bạn tính được cái biên độ hàm sóng. Khi bạn tính hàm sóng, các bạn sẽ phải dùng cái điều kiện này rất là nhiều lần để bạn tính biên độ hàm sóng. Rồi, sơ bộ thì về giới thiệu hàm sóng nó là kiểu như vậy. Kiểu như vậy. Thì cái vấn đề nằm chỗ này nè. Trong cái lúc mà chúng ta khảo sát một cái đối tượng hàm sóng, cái phương trình Schrödinger, thì nó có hai cái biến số là tọa độ và thời gian. Tọa độ và thời gian. Thì thực ra đối với đại cương, các bạn sẽ chỉ khảo sát tại trạng thái đóng băng về thời gian, tức người ta gọi là trạng thái dừng. Các bạn chỉ khảo sát được các trạng thái dừng, tức là những trạng thái mà về mặt thời gian không ảnh hưởng đến những cái giá trị khác. Và cái giá trị hàm số nó chỉ phụ thuộc vào tọa độ thôi. Lý do là bởi vì các bạn không đủ sức để giải thêm một biến số nữa trong cái đề này, trong cái bài này. Thì tí nữa chúng ta sẽ gặp cái khái niệm gọi là phương trình Schrödinger dạng dừng, tức là lúc đó tất cả những gì liên quan đến thời gian mà không tính thành, không tính cái gì liên quan đến thời gian. Thì bây giờ để nhớ những cái điều kiện này, chúng ta thử một cái bài toán nhỏ. Bài toán này thì chúng ta chưa cần phải biết phương trình Schrödinger, chúng ta cũng thể làm được. Hàm sóng của một hạt bị giam trong khoảng từ 0 đến L, tức là cái hạt chúng ta nó chỉ nằm trong khoảng từ 0 đến L. Giống như cái hạt chúng ta nó rơi vào trong một cái hố và nó không có nhảy ra ngoài được, thì nó nằm trong cái hố này. Thì người ta cho luôn cái biểu thức hàm sóng là A nhân sin PX chia L. X là trục ngang, lấy gốc là tại O. A sin PX chia L. Đây là cái biểu thức hàm sóng. Giả sử người ta giải được rồi, người ta cho các bạn. A là hàm số. A là hàm số. Sin PX chia L. Và các bạn thấy nè, cái biểu thức hàm sóng này nó không hề có thời gian. Nó không hề có thời gian. Đây là cái phương trình hàm sóng mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều. 99% bài tập các bạn làm là hàm sóng không có thời gian. Tức là ở đâu ra cái A nhân sin PX trên L, tôi không biết. Không biết đây chẳng qua người ta giải được. Giờ mình đừng quan tâm. Mình đừng quan tâm. Giả sử người ta giải được rồi như thế này. Và người ta hỏi các bạn là ở đâu tìm thấy hạt là cao nhất, khả năng tìm thấy hạt là nhiều nhất, lớn nhất. Từ không đến L. Ra ngoài này là bằng không ha, không xét nữa. Bởi vì người ta nói với các bạn là hạt chỉ tồn tại trong không đến L. Thì những vị trí sau đây L chia 4, L chia 2, 3, L chia 4, L là vị trí nào sau đây là xác suất tìm thấy hạt là lớn nhất. Thì bây giờ tôi nói các bạn, các bạn thử giả đưa cho tôi một cái kết luận nhé. Tại x bằng 0, tại x bằng 0, hàm sóng bằng bao nhiêu? Tại x bằng 0, hàm sóng bằng bao nhiêu? Các bạn. Bằng không. Là bởi vì các bạn thấy 0 ở đây nè. Bạn thấy nó bằng 0. Giả sử các bạn không có cái biểu thức này, mà nếu một cái mô tả này các bạn không có phương trình luôn, thì giờ tôi hỏi lại, giả sử các bạn chưa giải ra phương trình, giờ tôi hỏi lại, cái hàm sóng tại không bằng bao nhiêu?
các bạn chưa giải được luôn nha, các bạn chưa giải được một cái phương trình nữa hết. Và mô tả bài toán vẫn là một cái hạt bị giam trong một cái hố rất cao, không thể thoát ra ngoài. Thì xác suất tìm thấy hạt bên ngoài hố bằng không. Tức là xác suất tìm thấy hạt tiến đến điểm không từ bên trái là bằng không. Thì xác suất tìm thấy hạt từ bên phải đến điểm không cũng phải bằng không, bởi vì tính liên tục làm xong. Đây là cái điều kiện liên tục làm xong. Cho nên ha, muốn mà xác suất tìm thấy hạt từ bên này bằng không, đến bằng không, tức là perceiving xác vật trong xác suất bằng không, thì perceive phải bằng không. Cho nên kể cả người ta không cho cái phương trình này, thì cái hàm sóng tại không này cũng vẫn phải bằng không. Bởi vì bên trái nó bằng không, thì bên phải sang lim tại chỗ này cũng phải bằng không, thì nó mới liên tục. Và điều này tưởng xảy ra tương tự với điểm L. Với điểm L. Điều này rất là khó chịu ha. Electron bị giam trong một cái hố, hay là hạt bị giam trong một cái hố. Vậy mà các bạn cứ nghĩ là nó cứ đập qua đập lại hai cái thành hố, nghĩ là các bạn phải tìm thấy hạt ở hai cái thành hố rất là dễ đúng không? Các bạn cứ nghĩ là nó ở trong hố nó có gì chuyển động liên tục, thì hệ thức bất định hay sẽ rách, nó sẽ phải chuyển động liên tục, nó va đập với hai thành hố. Thì các bạn nghĩ rằng là cái thành hố chắc chắn phải tìm thấy hạt. Nhưng mà cái vật lý lượng tử và cái định nghĩa của hàm sóng nó nói các bạn, nếu một hạt bị giam ở trong một cái hố rất sâu và nó cứ đang chuyển động va đập qua lại hai thành hố, thì các bạn tìm thấy hạt, xác suất các bạn tìm thấy hạt ở ngay thành hố thực ra là không, các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạt ở ngay thành hố. Khó chịu ha, nếu như rớt cái chùm chìa khóa xuống hố và các bạn phát hiện là không bao giờ chùm chìa khóa nó rớt ngay bên mép hố cả, nó sẽ rớt đâu đó ở giữa hố, kể các bạn đang dùng một cái chùm chìa khóa phức tạp lúc nào. Thì cái chuyện này rõ ràng các bạn sẽ rất là cảm thấy rất là khó chịu đúng không, bởi vì các bạn rớt một chùm chìa khóa xuống rớt ngay thành hố là chuyện bình thường. Và bây giờ các bạn thấy rằng về mặt khoa học rõ ràng các bạn tưởng tượng hạt đang va đập liên tục hai bên thành hố, vậy mà xác suất tìm thấy ở thành hố thì bằng không, tức là chạy đến thành hố cái quay động giống kiểu là crush mình quay xe, thấy mình phát quay xe liền. Các bạn cứ nghĩ là các bạn học chung một lớp thì các bạn chắc chắn sẽ có cơ hội với lại crush của con hát hiện ra không. Mỗi khi các bạn crush nhìn thấy các bạn phát là quay xe liền, không bao giờ nó tiếp xúc với các bạn. Thì cái chuyện này nếu mà chúng ta suy nghĩ bằng cái tư duy của vật lý cổ điển, các bạn không bao giờ giải thích được. Và thực ra đối với vật lý cổ điển, vật lý lượng tử này các bạn cũng đang không giải thích được. Các bạn phải chấp nhận những điều mà nó mô tả. Thì bây giờ quay trở lại bài toán này, bài toán này rất là dễ thôi chứ gì đâu các bạn. Hàm sóng là như này, thì xác suất tìm thấy hạt nó liên quan đến hàm sóng bình phương. Mật độ xác suất tìm thấy hạt nó liên quan đến hàm sóng bình phương. Các bạn lấy cái này bình phương này, thành A bình nhân sin bình. Thì khi nào thì nó maximum? A là hằng số, thì sin bình nó bằng 1 thì nó maximum. Sin bình bằng 1 tức là sin bằng cộng trừ 1. Sin bằng 1 tức là cái chỗ này nó phải là pi trên 2, sin pi trên 2 thì x nó bằng l trên 2. Chứ gì hết. Cái bài toán này nó thực ra rất là dễ à. Nói dông nó dài vậy để cho các bạn nắm vấn đề thôi chứ mà. Cái bài toán thực ra rất là dễ. Người ta hỏi các bạn là xác suất tìm thấy hạt lớn nhất ở đâu? Thì tức là cái hàm sóng này bình phương lên nó lớn nhất ở đâu? Tại vì nó sẽ là mật độ xác suất thì phải bình phương mà. Thì bình phương lên thì A bình nó là hằng số rồi. Còn sin bình bằng 1 thì nó sẽ là lớn nhất. Sin bình bằng 1 thì có thể sin bằng 1 hoặc trừ 1. Thì có thể là pi trên 2, 3 pi trên 2. Và đây thì không có cái nào ứng với chia vô thành ra 3 pi trên 2 cả. Chỉ có một cái là pi trên 2 là ứng với l trên 2. Cho nên cái hàm sóng của bạn thực ra nếu mà vẽ thì nó sẽ là cái hàm như vậy. Cái hàm sóng này nếu mà mô tả về độ lớn hàm sóng nó là như này. Vậy sao thật dễ ta. Đó, kiểu như vậy. Tôi vẽ không chính xác thì mình đã khá nào hàm sin rồi. Hàm sin vẽ xong chính xác rồi. Hàm sin vẽ như này. Như vậy. Đó. Hàm sóng của bạn nó là có hình dạng như vậy. Nếu mà theo tọa độ. Nếu mà theo tọa độ. Đó. Thì nó đạt được cái vị trí cực đại ngay giữa cái hố,
Tức là nếu như cái hàng sống của bạn nó là như thế này thì xác suất tìm thấy hạt là ngay giữa hũ là cao nhất. Như cái hàng sống này có thể thay đổi nha, P nhân 2x trên L, P nhân 5x trên L, P nhân 7x trên L, thì nó sẽ có những vị trí khác nhau, nó ứng với cái sin bình bằng 1 ở giữa này. Nó có thể ví dụ như đây sin sin của, giả sử như là sin của 2x, x chia 2L đi, sin của x chia P x chia 2L đi, thì nó có thể ra cái hàng sống kiểu kiểu như này. Nếu nó có đến hai điểm cực trị rồi để tìm thấy hàng, nhưng dù nó có mấy điểm cực trị chăng nữa thì hai cái mép của nó bằng không, xác suất bằng không, đó, kiểu vậy. Nó có thể ra một cái hàng sống kiểu như vậy, và lúc đó nó có hai điểm mà xác suất tìm thấy hạt là cao nhất, và có một điểm xác suất tìm thấy hạt bằng không ở giữa, và hai cái mép là ba điểm, kiểu vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc chúng ta sử dụng cái hàm sống để trả lời những câu hỏi, những câu hỏi gọi là cho điểm như vậy, thực ra nó không có khó. Tức là nếu các bạn hiểu về cái bản chất của cái câu chuyện ba cái định nghĩa và ba cái điều kiện của hàm sống, bốn cái điều kiện hàm sống, thì các bạn sẽ thấy rằng là thực ra những bài tập dạy như này, những bài tập dễ. Nãy giờ đến đây có bạn nào có thắc mắc gì không? Nãy giờ đến đây có bạn nào có thắc mắc gì không? Các bạn nãy giờ đến đây có bạn có thắc mắc gì không? Hay là phê quá rồi. Hay một bài khác nè, bài nhỏ. À, đây là cái lời giải chi tiết cho các bạn. Chúng ta lấy cái bình phương hàm sống được coi là mật độ xác suất. Và cực trị thì nó cho bởi, các bạn muốn tính cực trị thì nó có nhiều cách. Đây là cách phức tạp hóa vấn đề là đạo hàm bằng không. Còn không thì là cực đại khi mà sin bình bằng 1. Các bạn có nhiều cách để giải quyết không? Cái mà em nói cái bình phương bằng 1 á là bình phương của sin bằng 1, chứ còn cái a nữa này, a là bằng dương chưa biết. À, cái sin bình của em bằng 1 thôi, cái cực đại của em là ứng với sin bình bằng 1 nha. À, đắc đạt. Còn cái a nữa này, và hơn nữa cái này là mật độ xác suất chứ không phải là xác suất nha, nó là mật độ xác suất chứ không phải xác suất. Xác suất là lấy mật độ xác suất bình, mật độ xác suất nhân với thể tích nè. Ở trong cái bài toán này là nhân với dx. Nếu cần tính xác suất thì nó là nhân với dx. Cái mà em nói là xác suất bằng 1 nha, đạt hiểu chưa? Cái sin bình bằng 1 của em á, nó chỉ là cái chỗ này thôi nè, còn cả cái mật độ xác suất nó nằm, còn cái a bình nữa a em chưa biết mà. Hiểu chưa đạt? Hàm sống ở đường màu đỏ nè, còn bình phương hàm sống ở đường màu xanh nè. Cái này chỉ là cái vẽ đồ thị thôi, mắt lát nó cho vẽ cái gì thôi. Rồi. Ví dụ đây là cái ví dụ này. À, người ta có thể sử dụng cái nguyên lý bất định hay sinh bát để giải thích tại sao mà một cái tia sáng khi có một khe hẹp thì nó có thể bị loe ra. Chúng ta giải thích cái đó bằng tính sóng đúng không? Và bây giờ vật lý điện tử cung cấp cho bạn một cái công cụ để giải thích nó bằng tính hạt. Ngoài giải lao khoảng 10 phút này, chúng ta tiếp tục. Chúng tôi sợ các bạn chưa có thấm được mấy ngày. Giải lao 10 phút nha, rồi chúng ta tiếp tục.
Rồi chúng ta tiếp tục ha. Vậy về theo nguyên lý bất định thì làm sao chúng ta có thể giải thích được là ánh sáng có thể loe ra sau một cái khe nếu như tính hạt. Đây các bạn, khi mà cái photon, nếu chúng ta xét thành cái hạt photon ánh sáng bay qua một cái khe với cái bề rộng khe là a nhỏ. Thì các bạn thấy nếu mà xét theo cái phương này, phương đứng này, thì delta x của bạn nó chính là a chia 2 hoặc là a, đúng không? Khảo sát là cộng trừ tại vị trí trung tâm đi qua. Cái sai số delta x của bạn nó là a. Delta x các bạn là a. Thì delta p các bạn theo hướng trục này, chúng ta có cái nguyên lý bất định delta x và delta p nó lớn hơn bằng. Cho nên là nếu các bạn chia a xuống đây, các bạn sẽ có delta p của bạn. Delta p tức là sao? Là cái sự thay đổi động lượng, là cái sự bất định động lượng. Thì động lượng trước khi vào khe nó là cái tia song song, là cái phương song song như này. Và chúng ta có một cái độ bất định theo phương x nó như thế này, thì động lượng sau bằng động lượng cộng với độ sai số thì nó ra cái vector đó. Nên nếu như cái khe này càng hẹp thì cái độ bất định này nó có thể càng lớn, và vì thế cái góc mở rộng nhất nó phải càng lớn. Cho nên khi mà các bạn có một cái khe rất hẹp thì cái photon ánh sáng các bạn sau khi ra khỏi khe nó có thể có những cái giá trị động lượng nằm trong khoảng hướng từ dưới này là cái chỗ lớn nhất cho đến này. Nên cái chùm sáng các bạn đi qua khe nó sẽ bị loe ra với cái góc rộng như này. Thì đó là một trong những cách mà chúng ta giải thích cái sự loe ra, tức là cái tiếng sóng trước đó mà các bạn hay học bằng cái nguyên lý bất định. Thì nguyên lý bất định á, hơi sang mát á, nó đúng cho tất cả những đối tượng lượng tử. Chúng ta có rất nhiều cái cách để chúng ta giải thích, rất nhiều cái điều mà chúng ta có thể giải thích bằng nguyên lý bất định. Rất thú vị, giống như kiểu là tại sao mà electron không thể rơi vào hạt nhân. Chúng ta cũng sẽ tạo ra, nếu mà nó rơi vào hạt nhân như chúng ta nói ở cái phần trước, nó sẽ tạo ra cái sự bất định về mặt vận tốc và bất định về mặt năng lượng, nó sẽ lớn hơn cái khoảng giới hạn tối đa mà vận tốc của một hạt có khối lượng có thể đạt được là một ánh sáng. Là vậy. Cho nên electron của bạn sẽ không bao giờ tiến sát vào hạt nhân hơn nữa, bởi vì nó sẽ vi phạm cái nguyên lý bất định về sinh đấy. Đó là cái ví dụ, là cái ví dụ. Thì cái hố này nè, cái hố mà giam giữ một hạt lượng tử nó có thể là cái gì? Thì các bạn tưởng tượng giống như electron khi nó bay quanh hạt nhân, các bạn tưởng tượng khi electron nó bay quanh hạt nhân thì giống như nó tồn tại trong cái hố, nó tồn tại trong cái hố, nó không dễ dàng bứt ra khỏi này, bởi cái năng lượng cái hố nó có cái bề cao. Muốn bứt ra khỏi cái hố này thì nó cần cái năng lượng ion hóa khoảng học lớp 12 rồi, nhớ 13,6 eV. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái việc mà nó tồn tại trong một cái vùng không gian rất hẹp, nó tương tự như là nó đang tồn tại trong cái hố, thế năng nó không thể vượt qua, nó không thể đi vào, nó không thể đi qua được cái hố đó. Cho nên là cái hố đó thì nó bị ngược so với cái hố mà chúng ta mô tả ở đây. Cái hố chúng ta mô tả ở đây là electron ở trong này văng ra, còn cái hố ở đây thì cái bề ngoài hố nó thực ra là phần giữa, nó hơi khó để chúng ta tưởng tượng đó. Tức là electron chúng ta không thể nhảy vào trong, chạy vào trong này, mà nó chỉ tồn tại ở mức ngoài từ chỗ này đi đây, đi đây, đi đây, đi đây, đi đây. Tức là cách mà nó đang tồn tại ở trong cái hố này với những mức năng lượng, nếu trục đứng là cực năng lượng thì nó sẽ có những mức năng lượng tồn tại kiểu kiểu. Thì cái việc mà ứng dụng các cái bài toán về về hố lượng tử hay cái bài toán về chu trình Schrödinger này, cái chu trình thì nó giải quyết cho chúng ta rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như hồi lớp lớp 10 đến 11 đến 12 các bạn học hóa, các bạn có còn nhớ cái phân bố electron một s2, 2s2, 2p6 không? Thì cái sp đó nó gọi là cái gì? Sp đó nó gọi là orbital. Thì orbital nó là cái gì? Thì khi mà chúng ta học về mô hình nguyên tử Bohr, sau chúng ta học cái chương sau về nguyên tử hạt nhân, thì người ta nói rằng là electron quay trên những quỹ đạo của bán kính xác định giống như lớp 12 của bạn học, thì nó không đúng. Cái mô hình của Rutherford nói rằng electron quay hỗn loạn trên lớp vỏ nguyên tử thì nó cũng không đúng, tại vì nó không giải thích được bài toán năng lượng. Nhưng mà cái mô hình của Bohr electron quay một cách rất là trật tự cũng không đúng, tại vì nó vi phạm nguyên lý bất định. Thì sau đó thì chúng ta có một cái mô hình thực sự của vật lý lượng tử rằng là electron đúng là nó quay hỗn loạn trên trên lớp vỏ, nhưng nó có hỗn loạn trong trật tự, nó có trật tự trong hỗn loạn đó, và có những cái vùng mà xác suất tìm thấy hạt là cao nhất. Ví dụ như cái này, sẽ có những vùng mà xác suất tìm thấy electron là cao nhất quanh hạt nhân nguyên tử, tùy thuộc vào năng lượng của hạt nhân của
cùng của electron. Mỗi một cái năng lượng electron nó sẽ có một cái vị trí khu vực mà nó xác suất tìm thấy hạt là cao nhất. Thì những cái khu vực đó trong vật lý người ta gọi là orbital, nó dùng từ môn hóa luôn. SPDF gọi là nó chính là cái vùng không gian giải ra từ bài toán Schrödinger. Và tại sao cái SPDF lại có hình quả cầu, nó có hình quả tạ đôi vân vân vân, là bởi vì cái vùng không gian ứng với cái xác suất cao nhất đó về mặt toán học trong cái bài toán của nguyên tử hydro, một một proton một electron ở nước ngoài cùng, thì người ta tìm ra được các cái xác suất, các cái khu vực xác suất tìm thấy electron là cao nhất ứng với hình dạng vỏ cầu, ứng với hình dạng quả tạ đôi về mặt hình học không gian. Cho nên ở lớp lớp 10, lớp 11, 12 thì các bạn học hóa, các bạn nói về các cái orbital với hình quả tạ đôi, với hình quả cầu, thực ra nó không phải đến từ trên trời rơi xuống. Các bạn nếu mà thắc mắc, các bạn sẽ có một cái thắc mắc là tại sao nó có hình quả tạ đôi mà nó không phải là hình bông hoa, hình cái lá, mà lại là hình quả tạ đôi, đúng chưa? Thì bởi vì là cái nghiệm của cái phương trình Schrödinger nó giải ra thì cái vùng không gian đó, cái phương trình về hình học không gian nó có hình quả cầu, nó có hình vỏ cầu, nó có hình vỏ quả tạ đôi. Nên các bạn cho thấy rằng là nó gắn với những cái khái niệm mà các bạn học môn hóa khá là nhiều. Sau này có cái môn đó là môn hóa lý, các bạn học nếu các bạn học môn hóa lý. Thì phương trình này của các bạn là phương trình nó cách viết hơi khác trên kia, đúng không? Cái U thành chữ V này, phía trước này là cái đạo hàm, cái liên quan đến động năng. Thì nó có nhiều cách viết khác nhau thôi chứ không gì đâu, đừng có lo lắng quá. Thì phương trình này nó đóng vai trò như là một cái phương trình căn bản trong cơ học lượng tử. Các bạn dùng nó để các bạn khảo sát các cái tính chất của các cái mô tả về mặt xác suất của đối tượng lượng tử. Thì chúng ta nói một chút về cái mô trình, cái mô hình của phương trình Schrödinger dạng dừng. Dạng dừng nó giống như cái trường hợp mà chúng ta nói ở lớp 12, electron trong mô hình từ bo, electron chỉ tồn tại ở những trạng thái dừng. Bán kính electron gọi là bán kính dừng. Thì chữ dừng ở trong lớp 12 các bạn còn nhớ cái đó, nó mang ý nghĩa là năng lượng dừng lại. Khi electron đang ở trên cái quỹ đạo số 1, khi electron đang ở trên quỹ đạo số 2, nếu nó đang ở trên quỹ đạo số 1 thì tức là năng lượng của nó sẽ ổn định là bằng E0 bình phương, tức là 14.13.6 EV đem chia cho 1 bình phương từ 13.6 EV. Nếu nhảy đến mức 2 thì từ 13.6 chia cho 4. Thì khi nó ở mức 1 thì năng lượng của nó là dừng lại, không hấp thụ, không bức xạ. Khi nó ở trạng thái 2 thì nó cũng là dừng lại về mặt năng lượng. Chữ dừng đó là về mặt năng lượng dừng lại. Thì cái phương trình Schrödinger nó khó nhất, các bạn biết là cái chỗ nào không? Là cái này, cái V này, hay là cái U, cái thế năng. Cái biểu thức thế năng của các bạn là một cái biểu thức gây ra phần lớn các vấn đề về việc là không thể giải được phương trình Schrödinger một cách dễ dàng. Các bạn cứ tưởng tượng nha, nếu các bạn xét một cái electron trong cái mô hình của Bohr thôi, một cái electron trong nguyên tử hydro thì nó quay quanh hạt nhân trên một cái bán kính quỹ đạo xác định. Giả sử bây giờ tôi nói một nguyên tử Bohr, thì cái năng lượng thế năng tương tác giữa proton với electron nó là xác định, tức là bằng k nhân với q1 q2 chia cho r là xác định, thế năng là xác định. Nhưng giờ giả sử các bạn xét cái electron trong nguyên tử vàng, nguyên tử vàng nó có 82 hay là bao nhiêu 80 à 78 nó có 78 cái hạt nucleon, tức là 78 hạt proton và neutron cộng lại trong hạt nhân, và lớp vỏ của nó thì có hơn 100 electron. Nếu các bạn khảo sát một electron trong số 100 electron đó, thì các bạn tưởng tượng tại mỗi một khoảnh khắc về mặt thời gian xung quanh nó là có hàng trăm electron và nó đang có những cái khoảng cách khác nhau đến từng proton và từng neutron một trong hạt nhân, và ngay khoảnh khắc tiếp theo đó nó di chuyển sang vị trí khác, thì cái vị trí mới này nó lại có cái khoảng cách đến các electron khác thay đổi, khoảng cách đến các proton khác thay đổi, khoảng cách đến các neutron khác thay đổi. Và điều đó nó dẫn đến cái gì? Điều đó dẫn đến là cái tương tác, tôi nói tương tác điện thôi, thì cái thế năng tĩnh điện đó, nó là một phương trình cực kỳ phức tạp luôn, bởi vì cái hình dạng hạt nhân nó không phải hình cầu, bản thân các electron khác đang di chuyển thế nào các bạn cũng không chắc luôn, cho nên cái khoảng cách tương đối giữa electron chúng ta đang khảo sát với các electron khác nó thay đổi rất là phức tạp theo thời gian. Cho nên á, phần lớn những bài toán mà khi chúng ta có một cái nguyên tử nặng nhiều proton, nhiều neutron, nhiều electron, các bạn sẽ cực kỳ khó để biết được cái phương trình của thế nào, cực kỳ khó. Cho nên á, đối với cái đại cương á, thì người ta nói với các bạn nếu như thế năng chúng ta là không phụ thuộc thời gian,
Tức là người ta mang cái phương trình đó trở thành phương trình dễ nhất có thể. Thế năng các bạn có thể coi như là một hằng số về mặt thời gian. Về mặt thời gian nó không thay đổi, nó sẽ thay đổi về mặt không gian nhưng không thay đổi về mặt thời gian. Thì lúc đó các bạn sẽ có một cái phương trình Schrödinger không phụ thuộc thời gian. Các bạn sẽ có một phương trình Schrödinger dạng dừng. Cho nên khi các bạn khảo sát cái phương trình Schrödinger dạng dừng thì các bạn không cần quan tâm đến biến thời gian, các bạn chỉ quan tâm đến biến không gian. Và cái phương trình đó thực ra khi mà giải á, trước khi mà thời tôi bằng các bạn học thì cái môn này học thuộc thời gian hơn, nó thành một môn riêng. Thì nó sẽ giải thích cho các bạn tại sao cái hàm sóng nó có thể được viết cái dạng này. Tức là tách giữa một cái hàm thời gian và một cái hàm không gian. Nó bằng tích của một cái hàm thời gian và một hàm không gian. Và cái hàm thời gian này sau này khi mà áp cho phương trình Schrödinger thì nó mất. Nó chỉ còn mỗi cái hàm không gian này ở lại. Bởi vì tất cả những cái đạo hàm này nó đều giữ nguyên cái e lũy thừa này. Nên cái hai vế này các bạn có thể triệt tiêu lẫn nhau được. Thì mất được cái e lũy thừa theo thời gian này. E lũy thừa từ cái đống. Nên phương trình các bạn chỉ còn lại là phương trình của không gian. Thì cái này phải giải ra bài tập nó mới hiểu. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái phương trình Schrödinger dạng dừng như thế này. Với cái dấu tam giác này là cái toán tự đạo hàm bậc 2 thôi. Đạo hàm bậc 2 của Percy theo x. Thì tôi viết cho các bạn một vài cái cách viết của Percy. Một số công sách thì người ta sẽ viết như thế này. Một số sách thì người ta viết như thế này. Làm quen thôi, đó là ký hiệu. Thì cái dấu tam giác này thực ra nó là đạo hàm bậc 2 riêng phần theo không gian. Thì phần lớn các bài tập các bạn làm đó, một trục x. Thì cái dấu này nè, thực ra nó viết lại nó thành là đạo hàm bậc 2 theo vậy thôi, tương biệt, đừng có lo lắng quá về vấn đề. Còn ở đâu mà ra những cái thứ này chúng ta sẽ nói sau, trong cái buổi giảng sau chúng ta sẽ nói một chút. Thì giả sử nha, chúng ta thử một cái bài tập nhỏ nhỏ thử coi. Khoan nói về cái lý giải này, chúng ta thử một cái bài tập nhỏ nhỏ thử coi. Đây, một vi hạt khối lượng m chuyển động trên trục x. Trục x thì trong một trường thế có dạng hữu thế, đây nó lọt vào giữa hữu thế, hai bên này là hữu thế cao vô hạn, tức là hai bên này của các bạn đó là không bao giờ tồn tại hạt. Vì sao hạt không thể tồn tại bên này các bạn biết không? Tại vì tổng năng lượng của hạt là thế năng và động năng. Thì nếu như hạt mà tồn tại bên này á, hạt mà tồn tại bên này thì thế năng nó rơi vào vùng đó thì thế năng của nó là vô cùng. Thế năng của nó vô cùng mà năng lượng của hạt là giới hạn. Ví dụ năng lượng của hạt, giả sử tôi nói nha, 3 joule. Thế năng ở đây ví dụ như là 1 tỷ 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 joule. Thì chứng tỏ là hạt khi vào đây thì động năng của nó là âm. Tại vì năng lượng của hạt được bảo toàn. Thì làm gì có thứ nó gọi là động năng âm, cho nên là hạt sẽ không thể tồn tại ở đây. Nếu mà giếng thế chúng ta cao vô hạn thì hạt chỉ có thể tồn tại ở đây. Và cái giếng thế của mình á, thì ở trong khu vực này thế năng bằng không, ngoài này thì thế năng nó là vô cùng. Đấy, một cái bài toán rất là đơn giản vậy. Thì người ta hỏi các bạn là khả năng tìm thấy hạt lớn nhất là ở đâu? Trong cái hố này. Thì nếu người ta cho các hạt các bạn nó có năng lượng như thế này. Đây là cái biểu thức của năng lượng hạt. Thì bữa sau chúng ta sẽ giải phương trình Schrödinger. Và các bạn sẽ biết là cái năng lượng của hạt nó sẽ có một cái biểu thức như thế này. Như thế này. Với n là số nguyên, h là hằng số, pi là hằng số, l là kích thước khe và m là khối lượng hạt. Thì các bạn sẽ có một cái biểu thức ở đó, các bạn tính ra được n, và cái n này của các bạn nó sẽ rơi vào phương trình hàm sóng, nó sẽ rơi vào phương trình hàm sóng đây này. Các bạn còn nhớ cái hàm sóng để chúng ta làm pi chia l, pi x chia l, pi x chia l. Thì thực ra cái trường hợp đó là ứng với n bằng 1. Đây là cái bài mà nãy chúng ta giải. Đây. Người ta cho sẵn các bạn. Px chia n. Thực ra đây chính là 1 nhân Px chia n. Thì thực ra cái phương trình hàm sóng trong một cái hố thế rộng vô hạn, cao vô hạn đó, thì các bạn sẽ có một cái biểu thức hàm sóng đó là n Px chia n. Và cái n này nè, nó sẽ đi vào phương trình của năng lượng dưới dạng như thế này. Thì cái này lúc mà chúng ta học á, tôi cố gắng tôi nói ở cuối giờ như này thì các bạn có thể bữa sau xem clip, các bạn coi lại một chút để chuẩn bị trước. Tại vì bữa sau chúng ta sẽ giải cái phương trình cho một cái hàm sóng, cho một cái hạt ở trong cái hữu thế, chúng ta sẽ giải. Theo dõi cái phần giải và chúng ta sẽ tìm ra được cái mối liên hệ. Và các bạn thấy á, nó có một cái kết quả các bạn phải lưu ý trước, các bạn sẽ đọc sách trước.
là cái năng lượng này nè các bạn, các bạn nhìn thấy không? Nó bằng cái đống này, thực ra là một cái hằng số, h là hằng số, pi là hằng số, pi là pi bao nhiêu? Pi là pi bình, đặc biệt không có pi nữa, nhầm, không có pi nữa. Tại vì h bằng h, dạ, ok rồi. Đây, thì cái phương trình này của bạn, cái này là một hằng số, h là hằng số, m khối lượng hạt là hằng số, n là kích thước của khe là hằng số, kích thước của hố là hằng số, tức là bề rộng của khe. Thì cái năng lượng các bạn thấy không? Các bạn giải ra nó liên quan đến một số n bình phương, nó gợi cho các bạn cái gì ta? Nó gợi cho các bạn chính là cái bài toán liên quan đến cái năng lượng của một electron trong nguyên tử, một nguyên tử bo, e bằng liên quan đến n bình phương, liên quan đến cái năng lượng hằng số. Và trong cái bài toán này nè, cái nghiệm của phương trình hàng sóng cũng như phương trình năng lượng, nó giải thích cho các bạn một khi mà đã nhốt một cái hạt lượng tử vào một cái hố thế, thì năng lượng của hạt nó tuyệt đối không bao giờ liên tục, nó sẽ là một cái giá trị gián đoạn, bởi vì n là số nguyên 1, 2, 3, 4, nó sẽ là những giá trị gián đoạn khác nhau. Điều đó chứng tỏ rằng electron nó tồn tại trong nguyên tử, nó có những cái mức năng lượng rời rạc, là có thể giải thích bằng cái bài toán của lượng tử. Nếu chúng ta coi cái nguyên tử là một hố thế rộng vô hạn, cao vô hạn, nó không trong, nó cao vô hạn, nó chỉ tồn tại khúc ngoài thôi, thì nó dẫn đến cái chuyện là năng lượng của một electron trong nguyên tử là những giá trị rời rạc, là đến từ bài toán lượng tử, không nhất thiết phải bám theo cái thuyết của Bohr. Bởi vì khi Bohr chứng minh cái nguyên lý về các mức năng lượng của ông thì là Bohr dùng vật lý cổ điển, ông dùng cái thế năng tương tác, động năng, lực ly tâm, vân vân của electron với proton. Và ông ta chấp nhận một điều, đó chính là động lượng của proton hay động lượng siêu động lượng electron là những giá trị rời rạc. Ông chấp nhận cái giá trị đó, ông chấp nhận cái tiền đề đó, và cuối cùng ông giải ra được cái bài toán liên quan đến năng lượng rời rạc của các mức năng lượng trong mô hình nguyên tử Bohr. Nhưng thực ra cái bài toán đó hoàn toàn có thể giải một cách rất là tự nhiên bằng mô hình nguyên tử, bằng mô hình của vật lý lượng tử, và nó cũng sẽ cho chúng ta một kết quả gần như là tương tự, gần như tương tự. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ giải lại nó cái buổi sau, tại vì buổi này mà giải nữa là các bạn sẽ bị rối nè. Một cái ví dụ khác để chuẩn bị cho các bạn thôi. Một ví dụ khác để chuẩn bị cho các bạn về cái câu chuyện là giả sử nha, các bạn học lớp 12 khi các bạn học về vật lý hạt nhân, có một cái bài toán mà các bạn làm rất là nhiều, tính tuổi cổ vật. Và khi các bạn tính tuổi cổ vật là các bạn làm việc với cái hạt nhân nào? Carbon 14. Carbon 14 là một đồng vị của carbon 12. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao carbon 14 thì lại có tính phóng xạ, tức là tự cái hạt nhân nó suy sụp phát ra tia phóng xạ, mà hạt nhân 12, carbon 12, tức là thanh trì bình thường các bạn có trong nhà, nếu các bạn đốt củi, thì nó chẳng bao giờ có tính phóng xạ. Tại sao sắt không có phóng xạ? Tại sao uranium có tính phóng xạ? Tại sao cái hạt nhân uranium nó tự vỡ được? Thì nó quay về cái bài toán này nè. Nếu như một cái hạt bị nhốt trong một cái hố thế, giả sử tôi xét cái bìa bên trái của nó, và cái tường thế của nó không có cao vô hạn, nó không cao vô hạn, nó có một chiều cao xác định, năng lượng hạt ở trong cái hố thế này, và đáng lẽ nó tồn tại ở bên trái hạt, ở bên trái cái hố thôi, chứ nó không thể tồn tại ở bên phải, vì nó không thể nhảy qua đây được, do là năng lượng của nó là dưới này, năng lượng của nó 3 joule, cái hố này cao 5 joule. Về thế năng cái hố là đỉnh cao 5 joule, còn cái năng lượng của hạt thì có 3 joule. Về nguyên tắc là hạt không bao giờ nhảy qua đây được. Ví dụ các bạn nhảy đến 3 mét, các bạn gặp cái bờ tường 5 mét là các bạn thua. Nhưng mà đối tượng lượng tử nó có một xác suất tồn tại bên trái, nó một có một xác suất tồn tại bên phải, nó có một xác suất tồn tại bên giữa cái bờ tường chứ, và bên phải nó gắn với một cái hàm sóng nào đó. Và khi người ta giải thử, các bạn, người ta giải thử, giả sử như bên này là có một hàm sóng, ở giữa này có một hàm sóng, bên này có một hàm sóng, người ta giải thử xem người ta tìm được cái hàm sóng bên này không. Thì nếu tìm được, tức là bình phương lên sẽ có xác suất tìm được hạt ở bên phải khe, hồi đầu là bên trái. Và nếu tôi giải ra được cái hàm sóng bên này mà nó tồn tại, thì tức là có một xác suất tôi tìm được hạt bên phải. Tức là mặc dù cái hạt chúng ta chỉ nhảy được 3 mét, cái tường 5 mét, nhưng mà tôi vẫn tìm thấy hạt ở bên này với một xác suất rất nhỏ nào đó. Tức là có một cái khoảnh khắc nào đó hạt có thể xuyên qua khỏi bờ tường, xuất hiện bên ngoài. Tức là giả sử ban đầu có 3 hạt, ở một khoảnh khắc nào đó tôi phát hiện tôi tìm được một hạt bên này rồi, tức là có một hạt bên này nó xuyên qua, như vậy cái đối tượng bên này chỉ còn 2 hạt, nó giống như hạt nhân. Giả sử các bạn có một hạt nhân, giả sử đây là cái mặt cắt của hạt nhân,
giả sử vậy nhé. Và khi chúng ta có rất nhiều hạt proton nơ trong trong hạt nhân thì càng ở dưới, càng ở, ở vùng này thì việc nó nhảy ra ngoài càng khó. Bởi vì cái bề dày tường để nó nhảy sang bên này nó có một số yếu tố. Thứ nhất là năng lượng bản thân của nó có gần cái đỉnh tường, tức là hiệu số hai mức năng lượng này có gần, càng gần càng dễ nhảy. Ở cái chỗ mà nó tiếp xúc này mở tường nó dày, càng mỏng càng dễ xuất hiện bên kia. Cái nghiệm của phương trình nó cho chúng ta cái đó. Thì giống như carbon 12, các bạn tưởng tượng giống như tất cả các hạt carbon 12 là các hạt nucleon của nó là tồn tại ở mức năng lượng thấp, ở đó bề dày tường cao, ở đó độ chênh lệch năng lượng lớn. Cho nên carbon 12 các bạn thấy nó rất là bền vững. Nó không, cái xác suất để tìm ra hạt bên này nó tương đương với việc chờ đợi khoảng 10 tỷ năm. Thì chờ đợi như vậy sao chờ? Nhưng mà nếu như cái hạt carbon 14 đã lòi ra vài hạt nơ trông trên này, thì cái những cái hạt nơ trông này nó tồn tại ở vùng có cái tường năng lượng hẹp, chênh lệch mức năng lượng thấp, cho nên nó có một xác suất xuất hiện bên này lớn hơn rất nhiều so với một cái hạt ở dưới này mình nhảy ra ngoài. Nó tương đương với việc mình chờ khoảng 5.000 năm là mình sẽ thấy được một lần, kiểu như thế. Tương đương với xác suất thời gian, tức là ở một góc độ nào đó thì sau một khoảng thời gian chúng ta hoàn toàn có khả năng nhìn thấy, tìm thấy một hạt nơ trông ở bên ngoài. Lúc đó cái carbon 12 nó phóng xạ, người ta trừ gì đó, nó phóng xạ thành cái hạt nhân khác. Chúng ta có một cái xác suất để nhìn thấy cái sự suy sụp này. Nhưng mà xác suất có nghĩa là khi nào thì không biết. Không biết. Nó giống như hồi xưa tôi hỏi các bạn. Các bạn nói về cái chu kỳ bán rã, tức là cái khoảng thời gian để một nửa lượng vật chất nó phân rã, đúng không? Lớp 12 các bạn học. Thì giả sử tôi nói là tôi có một cái vật liệu như này, nặng 100 gram, và tôi có chu kỳ bán ra là 30 phút. Bây giờ tôi đặt cái cục này trên mặt bàn, 30 phút sau tôi quay lại thì cái lượng vật chất phóng xạ còn lại khoảng 50 gram, 30 phút sau nữa tôi quay lại khoảng 25 gram, tức là nó có chu kỳ bán ra. Nhưng giả sử nha, tôi chỉ có một hạt nhân duy nhất, tôi chỉ có một hạt nhân chất này duy nhất, tôi đặt mặt bàn, tôi ra ngoài 30 phút sau tôi quay lại thì cái hạt nhân này nó đã phân rã chưa hay nó phân rã một nửa? Thì không có khái niệm phân rã một nửa, đúng không? Phân rã hoặc không phân rã thì chúng ta không giải thích được, bởi vì cái mà tôi có chỉ là một cái xác suất nào đó hạt nhân này sẽ phân rã. Xác suất nó lớn hay nhỏ tôi không biết, nhưng mà nó là xác suất. Giống như kiểu tôi mua vé số, tôi có một xác suất là 1 phần 1 triệu để trúng vé độc đắc. Như khi nào trúng độc đắc thì không ai biết, không ai biết. Cho nên nếu chúng ta chỉ xét một hạt nhân, chúng ta không bao giờ kết luận được khi nào nó không phải, bởi vì nó vẫn gắn với cái xác suất. Như khi tôi xét 12 gram, 12 gram, 100 gram, thực ra nó tính có thể là bằng 1 phần 10 của mol, hoặc là một mol. Một mol tức là bao nhiêu hạt nhân? Tức là 6,023 nhân 10^23, 100.000 tỷ tỷ hạt. Thì lúc đó, đó cái lượng lớn vật chất chúng ta nó mang tính thống kê, cho nên là cái xác suất để chúng ta nhìn thấy một nửa nó phóng xạ sau đúng 30 phút là có thật, là có thật, và đúng là khoảng một nửa nó phóng xạ. Nó giống như việc là xác suất, giống như tôi nói điểm thi trung bình vật lý A2 của bách khoa là 6 điểm. Thì có nghĩa là nếu chúng ta thi với một lượng sinh viên khoảng 1.000 người thì điểm trung bình đúng là 6. Năm nào cũng vậy. Nhưng nếu tôi nói là bạn A, bạn B, bạn C, ví dụ bạn Nguyễn Trần Đắc Đạt đi, bạn đi thi vào lý A2 bạn được mấy điểm? Thì nó có một cái xác suất bạn được 9 điểm là ví dụ như là 2%. Có một xác suất bạn được 10 điểm là 1%. Có một xác suất bạn được 6 điểm là 40%. Các bạn có một xác suất bạn được ví dụ như là 0 điểm, bữa đó bạn vắng thi 13 điểm gì đó, là ví dụ như là 1%. Có thể có tai nạn gì hay gì chuyện như thế nào, bạn gái chia tay chẳng hạn, không muốn đi thi nữa. Nhưng mà bạn được mấy điểm thì tôi không biết, bởi vì chỉ có một mình bạn, cho nên tính thống kê không tồn tại. Bạn có thể được 7 điểm, bạn có thể được 8 điểm, bạn có thể 9 điểm, bạn có thể được 10 điểm luôn, tôi không biết. Khi bạn được 10 điểm thì tôi biết là tất cả những xác suất khác bằng không rồi, và 10 điểm là xác suất 100% sau khi tôi đã đo. Cho nên là khi mà chúng ta học về các bài toán về hàm sóng, nó sẽ có một số cái đoạn nó hơi phức tạp mà toán học, ví dụ như cái đoạn này tuần sau chúng ta sẽ nói là tức là chúng ta sẽ giải thử cái bài toán Schrödinger dạng dừng. À thứ nhất tuần sau có khi tôi được, có thể tôi phải off một buổi, có thể tôi sẽ thông báo trên Facebook sau. Không biết sao mà tôi xin off trên e-learning thì nó không gửi email đến các bạn nữa. Chắc là tôi sẽ, các bạn lưu ý cái chỗ Facebook của tôi, nên có thể tôi sẽ thông báo. Tại thứ ba sau tôi có một chút việc có thể hơi kẹt nữa. Rồi thì khi mà chúng ta khảo sát các cái bài toán về lượng tử và phương trình Schrödinger, nó dẫn các bạn đến một số cái kết quả nó khá là quen thuộc, và chúng ta thấy rằng vật lý lượng tử nó là cái nền tảng của khá nhiều cái môn
hóa, lý mà chúng ta đã từng học ở phổ thông mà không có lời giải thích. Tuy nhiên là để bữa sau chúng ta sẽ nói một kỹ hơn về cái cách mà chúng ta tiếp cận với các cái chương trình này như thế nào, cách giải như thế nào. Rồi, hôm nay có ai có thắc mắc gì về bài giảng không? Các bạn, hôm nay có ai thắc mắc gì về bài giảng không? Hay là đuối luôn rồi, nghe em hồi lùng bùng luôn rồi. Alo, ngủ hết rồi. Lùng bùng mình xem lại thôi chứ gì hết. Xem lại clip thôi, đợi tôi up clip để các bạn ngồi xem lại. Ở trong cái phần vật lý lượng tử tôi có một số cái bài giảng kỹ hơn nữa, ngắn gọn hơn, ngắn hơn cũng có mà kỹ hơn cũng có. Thì các bạn có thể xem cái bài giảng ở trước ha. Chứ đừng chờ đến bụi hong mới ngồi xem tôi giảng thì nó sẽ không nắm được nhiều, mà vật lý lượng tử nó khó lắm. Chứ nó không phải như cái vật lý cổ điển đâu. Nó rất là khó nha, mà nó khó không phải là toán đâu. Tất cả những phương trình này có gì đâu toán. Nó khó là lý, nó khó là cách chúng ta đặt vấn đề. Rồi. Thôi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha.